vị ơi, chúng ta là người học Phật phải tin nhân quả. Nên quý vị sống trong cuộc đời này có khi chồng quý vị đối xử quý vị rất là tệ. Nhưng tại sao quý vị không có bỏ được chồng? Mà mỗi lần muốn bỏ là nó chỉ cần khóc cái là quý vị chịu không có nổi. Vì quý vị còn thiếu cái món nợ chưa trả xong. Đúng không? Người bên ngoài thì nói rằng là sao mày ngu quý vị, nói câu này là mình mang tội. Nó trong Phật giáo không có nói cái tiếng ngu dại trong đây đâu quý vị. Chúng ta chỉ nói theo câu của thế gian khi phù hợp để độ người thôi. Chứ ngoài ra quý vị đừng nên dùng cái tâm chân thật nói câu đó. Dùng cái tâm chân thật nói câu đó bị sai. Tại vì họ có nợ nên họ không có thoát ra được. Quý vị nói tu mà để chuyển nghiệp dễ lắm sao? Có thể có duyên và trả nợ khổ đau, bị người cười chê. Thật sự trong cuộc đời không ai muốn lấy bùn mà chay vào mặt mình đâu quý vị à. Đúng không? Không có người phụ nữ nào trong cái cuộc đời này mà chúng ta muốn khi chúng ta lớn lên chúng ta lại đi lấy chồng người ta để bị đánh ghen. Nhưng mà tại sao trong cuộc đời lại có những chuyện này xảy ra? Vì trong nhân quả nhiều đời nhiều kiếp ta đã có vay mượn những điều đó. Bây giờ chúng ta đến khỏi đời này chúng ta phải trả những món nợ này. Nhưng cái người tu hành hay chỗ này nè, không mê trong nhân quả thì quý vị đạt. Không mê trong nhân quả Đức Phật còn phải trả, mà quý vị nghĩ thế nào? Quý vị coi trong kinh giáo có phải Đức Phật đã từng ăn lúa ngựa không? Đức Phật là thầy của tam giới. Vậy mà Đức Phật phải ăn lúa ngựa khi mà 3 tháng an cư kiết hạ. Quý vị biết bị chặn lại hết hoàn toàn. Phải tăng đoàn của Phật phải ăn lúa ngựa. Nghĩ sao? Nên từ nơi đó cái đó là nhân quả. Rồi Đức Phật nói vì sao ta bị cái bà bầu đổ tội cho ta là ta ở với bà có bầu? Vì nhiều đời nhiều kiếp ta đã thiếu nợ bà. Đó, thấy chưa? Đức Phật đã thành Phật rồi mà còn bị vu oan giá họa, giết người đem chôn sau lưng tịnh xá, đổ tội cho Phật, tăng đoàn Phật giết người, có không? Quý vị có cái nợ là phải trả, nhưng quý vị có mê trong cái nợ đó hay không? Phật Pháp dạy quý vị là không mê. Quý vị có mê hay không mê đó là chuyện của quý vị. Tự quý vị lãnh ngộ đi. Đúng không? Chúng ta giảng Pháp thì rất là vui quý vị, nhưng có những lúc phải lắng động lên chút xíu đi. Thật sự muốn vui thì bao nhiêu cũng được, nhưng mà có những lúc phải lắng động lên chút. Nên cố gắng mở mắt ra mà nghe. Đúng không? Lắng động lại một chút. Nên những đức nói rằng mạng internet đưa cháu 4 tuổi lên nổi bật vô cùng. Trong lòng mình là người tu hành, mình nhìn mình biết. Đúng không? Đừng làm thành ra hoa nở dội tàn. Đúng không? Hãy bồi dưỡng cho người ta chỗ hoa và thành quả. Thật sự nó mới hay. Thì rất là hay quý vị à. Nên cái cháu 4 tuổi là thiện căn rất dày, nên có cái thiện căn nhân duyên với chúng sanh rất là nhiều. Nhưng mà lúc này chưa phải là lúc cháu có thể độ sanh được đâu. Hiểu không? Chưa độ được. Nên phải càng gầy dựng. Những đức nói mười mấy năm sau là chắc chắn 100% với quý vị, cháu sẽ có duyên độ sanh cực kỳ mạnh, thông minh. Nhưng mà muốn rèn cháu giỏi á, không? Cái học thức thế gian cũng phải cho cháu học. Nếu cháu là người có thiện căn thì cháu sẽ không bị mê hoặc điên đảo trong cái học thức thế gian, không? Cho cháu phát sinh khả năng tự nhiên. Nhưng mà phải cho cháu có một người dạy nghiêm túc một môn tu. Có một người dạy nghiêm túc một môn tu. Những đức nói thờ mạt Pháp là bây giờ, và đến khi kinh giáo diệt tận thì bây giờ là còn 9.000 năm đi. Thấy quý vị, 9.000 năm sau kinh giáo mới diệt tận, thì từ đây dài về sau là thờ mạt Pháp. Mà thờ mạt Pháp càng về sau thì pháp môn Tịnh Độ càng phù hợp. Càng về sau thì Tịnh Độ càng phù hợp. Vậy thì hãy nhìn vào như vậy đi, để gây dựng cho con cháu hay đệ tử của mình niệm Phật. Để vì sao nó dạy người ta niệm Phật để phù hợp lời của Phật dạy. Đúng quý vị. Đừng có cho nó học cái sơ học nhiều, vì những môn khác.
Vì những môn khác có học nhiều đi chăng nữa cũng không phù hợp vào thờ mạt pháp. Thờ mạt pháp này niệm Phật ăn chay phóng sanh, cứ gầy dựng vậy hoài cho cháu đi, cứ gầy dựng. Còn sở học thế gian thì cứ học để cháu có thêm kiến thức, tại vì nó còn nhỏ, cứ cho nó học bình thường. Nếu nó là chủng tử sâu dày thì đối với ngũ dục lục trần nó sẽ không bị ảnh hưởng vô nhiều. Còn nếu mà nó yếu thì nó chịu, chứ sao bây giờ như cuộc đời những đứa cũng là đi một vòng, đi một vòng mà cuối cùng bây giờ mới ngồi đây chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe nè, đúng không? Đó. Nên có những người á, người ta nghe đạo xong người ta nói bây giờ con cháu người ta không cho đi học gì hết, cho niệm Phật không. Nhưng mà lạ tại sao này nó cũng hư te tu tả tơ luôn, mà nó còn trách mình tại sao lúc đó cha mẹ không cho tôi đi học. Nên con cháu muốn học cứ cho học đàng hoàng. Còn cái chuyện niệm Phật giảng sanh, đã có duyên thì thế nào cũng quay lại, nó có duyên thì nó cứ quay lại à. Chứ vì đừng có nói tờ bây giờ đi vô trường học, ở trong trường nó hư nhiều, thôi giờ khỏi học gì chân đi niệm Phật phước đi. Nó mà không đủ nhân duyên nó niệm Phật nó cũng bỏ niệm, nó bỏ niệm. Nhưng mà giỡn đâu, cái lớp đệ tử quy của mình dạy bao nhiêu đứa con nít, nhiều khi nó bước chân ra xã hội, quý vị coi, nó đã gieo duyên thôi. Chứ ngoài ra bây giờ mà nó chạy theo xã hội, có mấy đứa mà nó nghe lời mình mà chăng thật mà nó làm đâu. Bao nhiêu đứa đó được mấy đứa, mình gieo duyên thì mình cứ gieo. Còn cái hạt giống của cháu được bao nhiêu phần trăm thì tùy cháu thôi. Chúng ta độ sanh như vậy thì rất tùy duyên quý vị, rất là hay. Nên Phật pháp chỉ là khuyên thôi. Vì thấy có bao giờ những đức giảng pháp ít bao giờ. Từ khi những đức khen thì mới nói tên. Những đức mà khen có khi cũng không nói tên luôn. Còn nói mà những đức mà nói mà có những cái mà nhắc nhở hơi nặng căng chút, những đức sẽ không nói tên tuổi, nhà cửa, địa chỉ hay quê quán người ta. Những đức chỉ kể câu chuyện phong long vậy đó, tùy ai nghe sao tiếp nhận gì, không nói tên tuổi ai hết, đúng không? Khi câu chuyện của cháu 4 tuổi xuất hiện thì cũng nhiều cháu 4 tuổi xuất hiện, 4 tuổi 5 tuổi gì xuất hiện tùm lum. Rồi ai cũng đưa hình cháu vô, đưa hình cháu vô là có cháu này ăn rau niệm Phật mà thuộc kinh giáo lào lào, tự nhiên đâu xuất hiện quá trời luôn quý vị. Nó bị thấy chưa? Nên từ nơi đó mạng internet nó đâu có đơn giản quý vị, nó là phàm thánh đồng cư độ nằm bên trong. Quý vị là người có góc độ nhìn được cái gì đặc biệt, quý vị học thì quý vị có trí tuệ, đúng không? Cái trí tuệ. Những đức cũng nhào vô cái phàm thánh đồng cư độ đó luôn. Muốn phàm những đức có làm những việc phàm đó, hiểu không? Nói bây giờ có nhiều người, người ta cũng là câu like, những đức đi làm câu like đó. Nhưng mà khác hoàn toàn. Quý vị nếu là có trí tuệ thì hoàn toàn thấy khác. Tại vì sao? Tôi đâu có kiếm tiền đâu mà câu like làm chi vậy? Không? Tôi câu quý vị tu mà. Tôi câu quý vị tu mà. Tức là khác người ta hoàn toàn, đúng không? Người ta đi tìm chỗ này, tìm chỗ kia, tìm chỗ nọ, người ta câu like. Quý vị thấy cái chương trình người ta nó không có một cái lợi ích cho nhân sinh, nó chỉ là coi chơi thôi. Còn tôi câu là để cho quý vị giải quyết vấn đề sanh tử. Câu vậy đó, chúng sanh nó thích câu, tôi câu đó. Nhưng mà câu cho quý vị nghe để nhận thức được, ai có duyên được thì nhìn nhận được vấn đề sanh tử, còn chưa có văn duyên tiếp nhận thì cũng được gieo duyên. Còn người ta câu lái là thật sự người ta kiếm tiền đó quý vị. Tôi là không có kiếm tiền, nghe chưa? Rõ ràng ha. Nhưng mà những buổi giảng quý vị biết, những buổi giảng của những đức quý vị đem đi câu, quý vị cũng có phước. Buổi giảng những đức quý vị đem đi câu nó cũng có phước. Tại vì sao? Vì nó có Phật pháp dạy bên trong, có một phương hướng giải thoát cho người ta. Nên những đức đều chấp nhận những người đem những buổi giảng những đức cắt gọt cho người khác nghe, tùy họ, đó là trang của họ, họ có quyền, đúng quý vị? Tùy quý vị nghe, quý vị có hiểu hay không hiểu, đó là chuyện của quý vị thôi. Phật pháp thì quý vị phải nghe từ đầu tới cuối cho nó đàng hoàng, chứ nếu mà quý vị nghe tắt ngang thì tùy quý vị có hiểu hay không hiểu. Nên cái người mà nghe một đoạn ngắn mà hiểu đâu có đơn giản, đúng không? Người mà nghe khai thị mà hiểu thì cũng không đơn giản. Nên một bài giảng từ đầu người ta dẫn dắt câu chuyện quá trời, đúng không? Như bài giảng này quý vị thấy những đức dẫn dắt câu chuyện này là đẩy vào ngay cái bé 4 tuổi đó, là mục tiêu của những đức đó. Quý vị thấy những đức đi vòng xa chưa? Đó.
dẫn dắt câu chuyện. Đức Phật năm xưa khi Ngài thuyết pháp, Ngài cũng dẫn dắt câu chuyện. Đức Phật là Ngài nhớ hết quá khứ, hiện tại, vị lai, nên Ngài kể trong cái đời kiếp nào đó Ngài là tái sinh là một con người nào, người sao 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 nó. Đức Phật lấy những câu chuyện đó kể lại, quý vị phải nhớ kỹ nha. Khi Đức Phật thuyết pháp thì tất cả những vị Phật khác khi trở lại làm Phật cũng thuyết pháp như vậy. Y rang luôn. Nó Phật Phật đạo đồng quý vị. Nên bây giờ quý vị chuyên niệm Phật đó nghe. Khi quý vị về thế giới cực lạc đây, cái sở học quý vị nó không phải là sở học bình thường, mà là 8 vạn 4 ngàn pháp môn của Đức Phật hoàn toàn thông hết, không triệt để luôn. Nó không phải là 1-2 bài kinh, 1-2 bài chú nữa, mà kinh chú đó quý vị hoàn toàn thông lào lào, giảng thiết luôn. Quý vị thấy thí dụ như Hòa Thượng Tiên Hóa đi, chú Đại Bi Ngài dịch cái luôn nè. Mấy người dịch chú Đại Bi, mấy người hiểu được chú Đại Bi, nhưng mà các vị tái lai người ta hiểu luôn chú Đại Bi, hiểu luôn chú. Là vì sao? Họ là người tái lai, người đã thăng cận Phật rõ ràng. Khi tu thì họ biết họ từ đâu đến, hoàn toàn họ biết họ từ đâu đến, nên họ giải thích luôn kinh chú rõ ràng hết chứ. Nên từ nơi đó thì chắc ăn hết. Nên quý vị niệm Phật mà vừa cực lạc thì bị nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, tất cả các môn trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn hoàn toàn quý vị sẽ thông suốt hết, hoàn toàn thông suốt hết. Vậy thì khi mà Bồ Tát Di Lặc xuống thế gian để làm Phật thì quý vị sẽ xuống. Quý vị phải nhớ kỹ, duyên cõi Ta Bà quý vị đã có rồi. Khi Bồ Tát Di Lặc mở hội Long Hoa thì quý vị sẽ đến liền. Mà quý vị tái sinh lại toàn là những gia đình dòng tộc không? Quý vị coi đệ tử của Đức Phật, từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, toàn là những bậc thượng thủ, là gia đình dòng tộc là phần nhiều. Chỉ có đúng một người nhà nghèo nhất thôi, đó là thợ cạo đầu. Đó. Chỉ là người đó nghèo nhất thôi, còn những người khác đa phần là dòng tộc. Mà tại sao đệ tử Đức Phật có dòng tộc, có giàu, có trung lưu, có thượng lưu? Là vì sao? Vì thể hiện như vậy để là cái giáo pháp Đức Phật là hạng nào cũng được độ. Đó. Nên quý vị mà càng học Phật, quý vị sẽ thấy Phật pháp tuyệt vời lắm. Tại vì sao? Trong giáo pháp Đức Phật quý vị có nhiều cái hiểu. Khi hiểu được giáo pháp của Phật, quý vị sẽ thấy thích thú. Nên cái sở học này quý vị sẽ vui vô cùng. Vì hiểu mới thích, rồi mới vui. Quý vị phải nhớ nè, vui trong sở học không có gì bằng. Quý vị biết tại sao nhà bác học mà học nhiều không? Vì hiểu trong sở học và vui trong sở học mới là nhà bác học. Còn nếu như học Phật pháp mà quý vị lãnh ngộ được một chút về nhân quả trong nhà Phật thôi, bị cảm thọ được lời dạy của Phật và lợi ích của cái pháp tu, cái niềm vui này không giải thích nổi. Đạo Phật á, cái sự an lạc của nó đến mức tột đỉnh là không có bờ mé. Quý vị hưởng được một chút nào thì lợi ích một chút này, tùy vào sở học của quý vị lãnh ngộ Phật pháp, tùy mình. Còn câu Phật hiệu này quý vị biết là lãnh ngộ của tất cả giáo pháp 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Quý vị niệm câu Phật hiệu này đang lãnh ngộ giáo pháp 8 vạn 4 ngàn pháp môn đó. Vì nghĩ câu Phật hiệu này có nhẹ không? Quá nặng căng. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, tại sao 10 phương chư Phật để tán thán Phật A Di Đà, mà lúc nhân địa mà ngài tu, mà ngài quỳ trước Đức Phật thế gian tự tại Dương Như Lai phát 48 lời đại nguyện, quý vị biết lúc đó ngài là ai không? Ngài là Phật rồi. Nên ngài nhìn rõ ràng quá khứ, hiện tại, vị lai rõ ràng hết trơn. Lúc đó ngài mới phát 48 lời đại nguyện. Nhưng tại vì còn ở nhân địa nên ngài phải được thầy, thầy của ngài là Phật thế gian tự tại Dương Như Lai phải chứng minh cho 48 lời đại nguyện này phát 100% là thật. Nên khi ngài phát 48 lời đại nguyện thì ngài trong một lời nguyện có nói rằng là khi ngài thành Phật thì cái quốc độ A Di Đà Phật, cái quốc độ Tây Phương, 10 phương chư Phật đều tán thán hết. Biên chi không? Để tán thán hết tất
Có nghĩa là tất cả mười phương chư Phật đều tán thán cái thế giới Cực Lạc và bổn nguyện của Ngài. Để một câu A Di Đà Phật này nó lãnh ngộ tất cả 84,000 pháp môn. Đó, nặng căng đến mức như vậy đó. Vì các ngài đã thành Phật rồi thì các ngài mới nhìn được quá khứ, hiện tại, vị lai, biết đời sau, những cái thời cuộc nào mà pháp môn Tịnh Độ này muốn độ sanh được là phải có trọng lượng cực kỳ cao và phải có một người giảng thuyết cực kỳ đặc sắc. Người ta mới nhìn ra Tịnh Độ thù thắng. Còn quý vị coi thời chư tổ sư, đại sư Liên Trì, đại sư Ngẫu Ích toàn là bậc đại ngộ. Trong nhà thiền Mật Tông hay là thiền tông các ngài là đại ngộ không? Mà tại sao các ngài buông hết đi niệm Phật? Vì thờ đó tư tưởng Pháp với mạt Pháp nó gần quá. Nhiều người tu quá cao siêu. Nếu mà bây giờ tự nhiên nhào vô Tịnh Độ như Nhân Đức thì người ta không tin. Vì ông có sở học gì đâu nên ông mới đi niệm Phật. Còn các ngài là bậc thông tông thông giáo thì các ngài buông hết mà đi niệm Phật, thì lúc đó người ta nói thông tông thông giáo mà đi niệm Phật có nghĩa là Tịnh Độ không đơn giản. Thì mới đặc biệt, đặc sắc, hiểu không? Còn thờ của mình có ai thông tông thông giáo đâu, mà mình đi nhào vô thông tông thông giáo. Mình thông tông thông giáo chắc mình đi ăn cháo trắng quá, chứ đừng nói chuyện dững chơi, hiểu không? Nên bản thân của mình nhào vô mình niệm Phật luôn. Mình không biết cái gì, mình cứ niệm Phật, mình niệm chứ mình biết. Bây giờ quý vị nhào với vị niệm Phật luôn, vị niệm với vị biết, người ta mới nói Tịnh Độ thù thắng, đúng không? Bây giờ nếu câu Phật hiệu này mà Nhân Đức niệm mười mấy năm mà càng niệm càng ngu, càng niệm Nhân Đức càng. Nhân Đức hỏi quý vị ai tin Tịnh Độ? Cô càng niệm càng nghèo hơn ngày xưa khi chưa đi tu nữa. Rồi bơ bắt đi ngoài đường đi xin ăn đồ, cầm bát đi xin ăn đói khát. Quý vị nói Tịnh Độ thù thắng, ta tin không? Nên Phật mới đưa Nhân Đức đi đến đây, phải có cảnh giới này mới độ sanh, hiểu không? Nó nếu không đưa lại đây có cảnh giới này sao độ sanh? Không lẽ ngồi trong cái nhà lá độ sanh trong thời cuộc này, đằng cái biệt thự nó đè mình nhẹp gột hả? Mày nó xíu xíu mà mày độ tao, đúng không? Bây giờ cái cảnh giới này còn bự hơn biệt thự nữa, nó bự quá trời, qua Đại Tùng Lâm thì bự quá trời bự thì mới độ sanh được, công nhận không? Đó, bây giờ Hòa Thượng xây dựng qua mấy đời, hình thành tới đời Hòa Thượng, chùa chiền mới hình thành đặc biệt. Lúc đó những đức mới đến, hiểu không? Nếu đến sớm quá thì cùng xây dựng với Hòa Thượng là có chuyện. Phật Bồ Tát nhìn đặc biệt lắm, hiểu chưa? Tính tình này mà đi đến sớm quá mà bị la hoài coi chừng đi mất tiêu, hiểu không? Nó thì đâu có ở đây. Thì chừng nào mà chùa chiền xây gần xong rồi Hòa Thượng cũng già rồi, rồi mới cho đến. Quá già rồi, giờ suy nghĩ cuộc đời của mình bây giờ. Người ta lớn tuổi quá, lớn tuổi công hạnh xây chùa nhiều vậy, dù có la gầy cỡ nào cũng chịu đựng được với cái tính khí của mình. Nếu trẻ quá la mình cự lại. Vì nhỏ nhỏ ngang ngang với tôi la tôi bụp lại. Thấy chưa, Phật Bồ Tát nhìn ra mới đẩy mình đi đến phù hợp. Nên chúng ta cũng phải nhìn ra độ một con người, phải nhìn ra căn duyên của người ta mà giúp người ta, chứ đâu phải tùy tiện đưa lên đại tràng, đúng không? Đó, để thấy cái sự dẫn dắt câu chuyện chưa? Nghe kỹ đi, nó quý vị sẽ lãnh ngộ được Phật Pháp nhiều cái hay đó. Nói tóm tắt lại là định lực nhân quả quý vị phải tin, thì bản thân quý vị sẽ không hoang duyên tào lao, hoàn toàn tùy duyên hết trơn đi quý vị à. Nhưng nhớ câu tùy duyên mà phải phan duyên nghe. Không có phan duyên là thiếu tâm từ bi. Tùy duyên là bản thân của chúng ta đã làm không được rồi thì thôi. Còn phan duyên là gì? Phan duyên là trong cái tùy duyên đó mình phải cố gắng thêm chút nữa, phải làm những cái chuyện mà giống như bản thân chúng ta nỗ lực để cho chúng sanh nó thấy mình thương nó nhiều. Giống như bây giờ đúng ra nó ăn được có 2 trái nho, mình mua 5 trái mình cho ăn, thêm 3 trái là phan duyên, thấy chưa? 3 trái đó mới, nó mới thấy mình từ bi đó, mới độ người ta. Tùy duyên mà phải phan duyên đó. Nên chứ đừng có bao giờ dùng câu tùy duyên không. Có nhiều người chúng ta không phấn đấu cũng thất bại. Có cái bà này
Người ta lại yêu bà. Bà nói tùy duyên đi thầy. Những Đức nói cô phải phan duyên. Phan duyên gì? Là cô phải vượt qua cái duyên đó. Cô phải cố gắng cô vượt qua cái duyên đó thì cô khỏi khổ. Nếu cô lao theo tùy duyên nguy hiểm. Đúng không? Cô lao vô tùy duyên nguy hiểm. Vì nguy hiểm cái gì? Nguy hiểm ngay cái là cô sẽ mắc đi cái huệ mạng kéo dài thời gian. Đến khi cô gần chết đi, cô không đủ tín nguyện, thì lúc đó nó xoay chuyển cô một vòng, không biết chừng nào có cơ hội gặp lại. Nên gọi là trả nợ nhưng phải phan duyên. Phan duyên là gì? Vượt lên chính mình để trả càng nhanh. Cái này nó quá hay quý vị. Đúng không? Còn bây giờ mình trả nợ mà tùy duyên mình trả chậm vô cùng luôn. Thí dụ giờ mình thiếu nợ người ta 100 triệu, thôi để từ từ trả. Từ từ trả tùy duyên. Mình cố gắng, mình nỗ lực, mình làm, mình trả cho mau đi. Là nợ sao? Đúng không? À, giống như có cái cô này, cái chú kia ông thương cô. Bắt đầu là chú này ông muốn hôn cô. Thì cô nói là thật sự với thầy là trong lòng con rất muốn chú này hôn. Nhân Đức hỏi cô thật sự muốn không? Bà nói thật sự muốn. Nhân Đức nói vậy thì cô cứ cho chú hôn cái. Hôn xong rồi bà hỏi, hôn rồi thấy bình thường thôi. Nhân Đức nói bây giờ cô phải phan duyên. Đó là gì? Từ hôm nay gán lo tu, đừng cho hôn nữa. Hôn một cái thôi được rồi. Xong. Và từ hôm nay cố gắng nỗ lực lên. Nghĩ đi. Biết rồi. Nghe không? Nhưng mà bà đó nói hôn một cái xong nó không chịu nghỉ thầy. Thì xong nhà Đức nói thôi vậy cô gắng chịu. Bản thân cô thật sự nếu cô muốn giải thoát thì cô vượt quá. Không lẽ nó cứ bị câu thúc dịu hoài sao? Bây giờ chúng ta cùng bay. Chúng ta bay đi đâu là cái chuyện của mình. Định hướng mình chọn đi. Chúng ta là cùng bay. Nhưng mà từ lục đạo luân hồi cho tới thập pháp giới thì quý vị bay về đâu? Quý vị thích bay trong lục đạo luân hồi thì chuyện của quý vị. Lục đạo luân hồi thì tình cảm câu thúc đó. Thì trong lục đạo luân hồi nay gặp mốt xa, mốt gặp mai xa, cứ làm hoài gì trong lục đạo luân hồi. Còn thập pháp giới thì chúng ta vượt tam giới này. Thì bản thân quý vị tự chọn đi. Nếu mình chân thật niệm Phật, mình muốn vượt ra khỏi tam giới này để nhập vào cảnh giới của Phật, để chấm dứt luân hồi khổ đau, thì bị cố gắng mà bay về cực lạc. Đúng không? Mà khi mình về cực lạc, mình gặp lại người tình xưa nó vẫn là đẹp. Hoặc là mình trở lại gặp người tình xưa vẫn đẹp. Là tại vì sao? Bản thân chúng ta là người bất nhiễm, là không có nhiễm. Thì mình gặp người tình xưa, mình thương yêu vô cùng, nhưng mình lại dẫn dắt nó đi vào Phật Pháp. Thì cái này thì quá đẹp rồi quý vị. Đúng không? Gặp lại con, gặp lại chồng, gặp lại bạn bè, gặp mọi người, quý vị là Bồ Tát Bát Tối Diện trở lại gặp thì nó quá tuyệt vời rồi. Nó còn nếu không, chúng ta trong lục đạo luân hồi có thương cỡ nào, khi gặp lại có khi trở thành kẻ thù. Tại bây giờ là thuận duyên nhưng mai mốt lại là nghịch duyên. Tại vì thuận duyên là đoạn đường này thuận là đường bằng, nghịch duyên là đoạn đường này là đoạn đường vòng. Thì lục đạo luân hồi là đoạn đường bằng phẳng, vòng, ổ gà, hang ho, hố tùm lum. Nghe không? Nó tứ tung lang tan cái đoạn đường đó, nó đi từng khúc, từng khúc, từng khúc, từng khúc. Quý vị trong thời gian mấy chục năm gặp nhau, thương nhau, nó chỉ một khúc đó thôi. Nhưng mà khi qua rồi là khi tái sinh lại không biết nhau. Chúng ta không biết nhau gì nữa cả. Những người chủng tử dữ lắm thôi mới thuộc đường số kinh giáo là vì cái nguyện quá lớn. Cái nguyện đó quá lớn mà nếu bồi dưỡng một môn tu thì chủng tử đó mới hình thành. Chủng tử mới hình thành. Vì thấy những Đức lên, những Đức chia sẻ Phật Pháp không? Chỉ một cái đề học thôi. Những gì nghe và học có bị mắc hay không? Chỉ bao nhiêu thôi. Là vì thấy những Đức giảng hồi nãy tới giờ khoảng gần 1 tiếng 20 phút. Là bao nhiêu văn tự chưa? Người ta là một bài hát học thuộc rồi như cái chú hồi tối. Mà ông lên ông hát cũng còn run, còn quên lời. Là vì sao? Chủng tử gì hát của chú yếu quá. Rất là yếu. Đúng không? Vậy thì muốn hát hay thì phải làm sao? Phải bồi dưỡng chủng tử này cho mạnh lên. Ngày đêm hát hoài, hát hoài. Nó hát đến mức mà mình với bài hát là một. Khi mình lên mình hát, mình quên mất tiêu cái khen,
cái dê của người ta. Tự nhiên mình hát mình nhập tâm vô cùng là lấy nước mắt được của người ta luôn đó quý vị. Chứ không có giỡn đâu. Hát mà thật sự nhập tâm là lấy nước mắt của người ta luôn. Tại sao những đức giảng pháp quý vị ngồi hoài không đi được? Hút quý vị á. Hút vậy đó. Hút á. Là tại vì cái tâm quyết của những đức nó quá mạnh. Cái tâm quyết những đức muốn đưa vào khách cho người ta nó quá mạnh nè. Mà những đức rèn cả ngày đêm, rèn mò giờ khách. Lúc nào gặp người cũng nói chuyện Phật pháp, nói với nó trở thành lão liền quý vị. Khi trước mọi người như đức nhìn quý vị mà không thấy mặt quý vị, khi giảng pháp là không thấy mặt ai luôn á. Đâu còn ngại gì nữa đâu mà run. Nhưng đức mà run cái gì? Đức là không còn cái chuyện trước công chúng mà run gì nữa chứ. Và trước mặt một người đẹp gì như đức cũng còn run hết. Không bị ảnh hưởng nữa luôn. Nghĩa là không còn bị ảnh hưởng người sang giàu, người có địa vị, người có tầng cấp nào, những đức cũng không còn run nữa chứ. Vì không có gì phải rung nữa chứ. Vì nhớ, ví dụ như bây giờ quý vị còn bị ảnh hưởng đó, gặp người ta hơn mình chút mình đã thấy sự sợ kỳ cục chứ không biết sao. Thì từ nơi đó cái sợ đó nó chặn lại cái trí của quý vị. Vì thấy lúc bình thường quý vị nói chuyện bình thường, không có gì bị nói thao thao bất tuyệt. Kêu là chị là đây nói tôi quay phim. Nó cái gì chợ hôm qua sao nói cái gì đây, cái gì nó tự hồi nãy nói thao thao bất tuyệt kể chuyện hay quá trời. Nãy bà nói chuyện tôi thấy bà kể chuyện hay quá trời mà, bà kể lại chuyện đó thôi. Kể chuyện đó, chuyện gì, cái chuyện gì kể sao đây, quên hết trơn, thấy chưa? Nhưng mà lúc ngồi bình thường thì nói quá trời nói luôn vì nó không có rung. Nhưng mà lúc đặt cái máy quay phim thì nghĩ là đang quay phim, thì mình phải bẻ mồm bẻ miệng mình. Từ nơi đó mà nó chặn cái trí bị lợn, chặn cái trí lại. Nên cái người mình muốn hát hay muốn nói chuyện với công chúng đó mà mình chưa quen, là đầu tiên mình vô mình nói chuyện hịch hạc á. Ví dụ như đó tới giờ ít có bao giờ mà hát trước mọi người đông. Giờ run quá trời run luôn. Run quá quý vị ơi, lỡ có gì hát sai cái gì bị thông cảm nghe. Nó làm quý vị biết quý vị quên đi và thấy người ta cười á, thấy người ta hoan hỉ, ta vỗ tay, bản thân mình bình tĩnh lại. Thấy không? Tại vì những điều đó mình nói là nó đã ăn tình của cái câu đầu tiên rồi. Đừng có nhào vô hát liền người ta không biết mình là ai. Thấy không? Nên mình nói chuyện mấy câu hịt hạt, chưa được từng hát chứ công chúng đâu. Tuy là thích hát nhưng mà hát cho có hai ba người nghe thôi, chứ không có hát được cho công chúng hoặc là thu âm sẵn rồi lên sân khấu quay vậy thôi, chứ không có hát trước mọi người. Nên bây giờ gặp người ta sợ lắm. Mình nói vậy, mình nói thật lòng vậy đi, là vì lên hát chắc chắn không bao giờ run. Hoặc là mình là một ông thầy học tập có bằng này bằng kia, mình lên mình giảng thuyết. Mình lên mình đừng có dạy người ta, mình nói rằng là tuy thầy học nước này nước kia nhưng mà đối với cái chuyện mà trước Phật tử thầy ít được giảng lắm. Và thầy học nhiều nhưng mà cái chuyện mà nhân sinh thường xuyên thầy ít bao giờ được tiếp cận nhiều. Nên thầy lấy cái gì chia sẻ mà những gì thầy học được mà có lợi ích thầy chia sẻ cho quý Phật tử thôi, chứ thầy không dám nói giảng thiệt. Đúng không? Cách nói chuyện mình vậy đó là người ta nghe người ta rất là thích mình luôn quý vị. Nó còn thí dụ như mình đi vô một công ty xí nghiệp, một buổi họp gì mà mình được người ta đưa lên để phát biểu, mình nên phát biểu đơn giản nhất chứ đừng dạy đời người ta. Trước nhất là lấy cái ăn tình của những người mà trong công ty đó người ta quý mến mình trước đi, rồi từ từ người ta sẽ nhìn cái khả năng của mình mà người ta tiếp nhận mình, lúc đó mình mới phát triển sao. Đó mới là người giỏi quý vị. Người vậy thì cực kỳ giỏi luôn. Nó nên những đức nói quý vị thích môn nào thì phải rèn môn đó, rèn cho nó lâu. Ví dụ như bây giờ mình thích thầy cô giáo dạy học thì mình phải, lúc mình đang đi học mình chưa giảng bài mà mình thường giảng cho mấy đứa nít nhỏ mình nghe. Mình giảng cho mấy đứa nít nghe, mình giảng thành lão liền. Sau này khi mình học ra trường mình giảng bài, mình là người giảng rất hay. Thấy không? Ví dụ như mình học ngành hướng dẫn viên du lịch thì bản thân mình phải rèn luyện cách kể chuyện. Có khi không có câu chuyện đó mà mình kể quá trời hay luôn. Mình kể tới kể lui, mình kể mấy câu chuyện. Ví dụ như bây giờ mình dẫn nguyên một cái đoàn hướng dẫn viên du lịch đi, mình mới hỏi người ta để cho người ta nói mình nghe là cô ở quê ở đâu rồi sao được đi du lịch chỗ này. Người ta kể mình nghe, kể xong mình mới lấy câu chuyện để mình kể cho cái nhóm khác nghe. Cứ kể vòng vòng cho những thứ nha, nhóm khác nghe.
mình kể viết rồi mình trở thành người kể chuyện rất là hay, rồi mình mới đắp vào cái câu chuyện của ở nơi đó, có địa phương đó, có câu chuyện đó làm sao làm sao, thêm mắm thêm muối một chút mình kể ra câu chuyện, người ta nghe người ta thích thú vô cùng, rồi mình lót vô vài câu tiếu hài hước. Thì xong á, mình dẫn người ta đi hướng dẫn viên du lịch, xong người ta vui quá, ta mới xin số điện thoại của anh hướng dẫn viên du lịch, có duyên quá à. Đúng không? Thì mình đắc, mình đắc thôi quý vị. Đó. Còn mình muốn làm bác sĩ thì trước nhất mình phải tập cái cách nói chuyện của mình. Chưa trị bệnh được mà mình đã nói chuyện cho người ta cảm thấy vui vẻ, để sau này mình chích người ta. Hiểu chưa? Có nhiều bác sĩ nghe quý vị, họ lỡ họ chích thuốc kìa quý vị, mọi vị thấy ớn thấy sợ kinh khủng luôn. Nhưng mà có nhiều bác sĩ nghe quý vị, họ lỡ họ chích thuốc vì không có một sợ một chút nào chứ. Cái từ trường họ nhẹ, lỡ nói này con không sao đâu. Nhất là mình là bác sĩ mà bên cái pha mà trẻ em á, nhi đồng á, là bản thân chúng ta phải có một khả năng nói chuyện vui với các cháu. Nè con không sao đâu con, dễ thương lắm nghe, không sao đâu nghe, nè con ngoan nè. Thường mua kẹo cầm theo, kẹo nào ăn mà đỡ đụng răng á. Nè chú cho một viên kẹo này ăn nè, sẽ không có bị súng răng đâu nghe không con. Con ngoan lắm nè, con cầm kẹo đi nghe. Xong bắt đầu là mình mới cho thuốc hay chích thuốc nó. Nó cảm tình với mình, nội mà cái từ trường đó thôi, đã chích thuốc nó hết bệnh nữa. Hiểu không? Sau này mình ra nghề mình làm bác sĩ thì bản thân của chúng ta có khả năng nói chuyện với bệnh nhân, luyện trước đi là sau này trở thành bác sĩ giỏi. Nhưng Đức ý muốn nói rằng bất cứ một cái nghề nào cũng phải được rèn qua. Còn thí dụ mình thích buôn bán, khả năng của buôn bán là phải vui vẻ quý vị, chứ ai buôn bán mà cái mặt chị rau này ký nhiêu chị, 10,000, cầm điện thoại bấm. Suy nghĩ rằng ta mua 1 ký 2 ký có nhiêu tiền đó, bắt càng. Rau này sao chị? Chị cứ coi đi, coi rồi lựa đi, rồi đưa đây căng cho, hỏi hoài là vô duyên rồi. Mua một lần một, trong lòng đi dọc đường đố mà tao ghét cái sạp rau này, tao mua lần thứ hai thì bán ế. Đúng quý vị, mình ngồi mình bấm điện thoại hay gì mình chơi, nhưng mà gặp tao khách hàng phớt ngang, chị ghé mua rau cho em đi chị, lại đi mua lựa đi, lựa đi, cứ lựa thoải mái, chị không mua không sao, chị cứ lựa đi, em sắp lại hết, không có sao hết, trái cây chị cứ lựa thoải mái, được mua vừa bán không sao chị, lần này mua không được lần sau lại mua cho em nha chị, nhớ nghe. Anh Nhã nhà khỏe hả chị, mấy cháu nhà khỏe hả, cho em gửi lời thăm gia đình nghe chị. Ôi trời, con nhỏ nó vui vẻ ghê, chưa mua đồ mà nó thăm lên tùm lum chân trời. Nhất định kỳ sau là phải là mua cái sạp rau này mới được, cái sạp đồ này mới được, thấy không? Nó còn bán giải, người ta vừa bước đến, chị thầu giải mới về ngon lành, giải đẹp dữ lắm, giải ăn đồ luôn đó chị. Bữa nay em biết thế nào chị cũng đến, em để mấy cái sắp giải đẹp nhất cho chị lỡ coi đó nghe. Vậy coi người ta cảm tình cỡ nào chưa. Không muốn mua cũng phải mua qua cái miệng của mình. Quý vị bây giờ tại sao người ta về chùa mình đông như vậy, cũng do cái miệng này mà ra. Đúng không? Đó. Còn mình là một người vợ ăn khách nhất, chồng nào bỏ mình. Ví dụ như bây giờ cha mẹ bên chồng, anh em bên chồng vừa đến mình nói, ba mẹ bữa nay đến, con mua đồ ăn ngon nghe, con nấu cho ba mẹ ăn nè, ba mẹ phải ở lại ăn cơm nghe. Trời ơi con chạy chiếu mình hết trơn, ba mẹ ngủ nghe. Ồ chiều nay anh đi làm về sớm nghe, chở ba mẹ, hai vợ chồng mình dẫn ba mẹ ra siêu thị mua đồ, ra quán kem ký mua cho ba mẹ ăn được ký kem. Rồi ngày mai dẫn ba mẹ đến tiệm kem Bạch Đằng, ngon lắm ba mẹ, con dẫn ba mẹ đi ăn nghe. Rồi dẫn ba mẹ đi chợ đêm luôn. Mình là người phụ nữ vậy thì chồng của mình hãnh diện là phía sau đó cha mẹ sẽ khen công nhận, vợ thằng Tèo mày có phước. Tao nói với mày nghe Tèo, cha mẹ nói cho mày nghe nghe, mày mà lãng quạng tao quýnh mày. Vợ mày gì là mày tu 10 đời mới được con vợ này. Phía sau người ta nói vậy đó, hiểu không? Phía sau người ta nói vậy đó.
Tiền là tiền thôi, nhưng mà sử dụng đúng nơi để lấy lòng bên chồng, và chồng cảm thấy quý trọng mình là cứ làm. Chuyện này là bồi dưỡng hạnh phúc, lâu lâu người ta đến lặng mà, hiểu không? Mà khi người ta quý thương mình, lâu lâu mình khó khăn cái gì mình qua nhà bên chồng mình mượn tiền cũng dễ. Ta quý rồi mượn tiền dễ chứ sao? Thấy không quý vị? Dịu nó mình làm ăn nó dễ dàng chút đó. Nên người đàn ông thành công là phía sau có người đàn bà khéo léo, thấy không? Bây giờ quý vị coi những đức thành công là do phía sau những đức á, tất cả mấy cô nhiệt tình hết lòng lo lắng cho quý vị, những đức mới thành công. Bây giờ những đức nói chuyện ở đây khô cuống họng mà đi xuống cho nó chửi người ta sùm ở dưới, ai là ở đây? Còn những đức giảng xong những đức về phòng nghỉ mất tiêu rồi, nó muốn làm mưa làm gió dưới đó ai chịu nổi nó. Nhưng mà nó nghe lời những đức, nó nấu ăn đàng hoàng, gương mặt chị em vui vẻ. Thứ bảy chủ nhật phải cạo đầu sạch sẽ, nó lông măng còn cạo mà, lông măng là lông mặt á, mệt ghê đó. Nghe không? Nhân đức nói mà, dù là tu nhưng cạo đầu mình phải cạo lông măng, cạo cho sạch, tại đứng ngoài nắng, nắng nó gọi cái thấy mặt mình lông 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 như khỉ. Đó là dạy mấy bà đó. Nghe không? Người đàn ông ai mà không thích đẹp. Mình tu tu nhưng mình cũng làm vợ người ta mà, đúng không quý vị? Tu tu chứ có làm vợ người ta, chứ làm mẹ người ta sao? Ủa mình tu mình làm mẹ sao quý vị? Cũng làm vợ thôi quý vị à, hiểu không? Nên từ nơi đó mình cũng phải có những lúc mình cũng phải chăm sóc cái nhan sắc của mình. Nói cho này sao giận ốc rồi biết tiếp, hiểu chưa? Chăm sóc nhan sắc của mình. Đây có nhiều bảo đấy, tờ con có đẹp đẽ gì đâu mà thầy dùng cái chữ nhan sắc cho con mắc cỡ quá. Mấy bà sai quá. Trong mắt mấy bà nhìn mấy bà thấy mấy bà không đẹp, nhưng trong mắt của chồng mấy bà là người đẹp. Hiểu chưa? Mấy bà khéo nói chuyện. Anh biết á, em có đẹp nhưng mà vì anh em làm tất cả. Có nghĩa là em đã hết lòng hết dạ chăm sóc cái nhan sắc rồi đó. Nhưng mà em không có đẹp được nhiều, nhưng em cũng đã quá cố gắng rồi. Những gì làm được đã cố gắng làm hết mình rồi. Mong anh thông cảm giùm, thương em, cảm ơn. Nói câu gì tội ta thương biết nhiều nói quý vị. Thấy quá tội nghiệp quý vị. Đi đâu chơi cũng phải quay về, tại vì vợ nhà tội nghiệp quá. Vừa hiền mà vừa thiệt mà vừa khôn. Cái này kém cái khôn là tiêu. Không khôn thì không khéo, đúng không quý vị? Nó cứ nói chuyện thẳng, nó mắc lòng thấy mồ luôn. Có những cái mình nói thẳng nhưng mình phải khôn. Có những cái mình nói khéo dù hơi xạo nhưng được người ta thương mình, đúng không quý vị? Đó, quý vị hỏi nhà Đức vậy thầy có xạo không? Ôi ơi, tôi mà không xạo mấy bà không có thương tôi đâu. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Người đàn ông mà không có một chút xạo bỏ vào là người đàn ông này sẽ không được phái nữ thích, chắc chắn quý vị luôn. Tại vì sao? Họ không biết môi mép, không khéo léo thì làm sao làm cho người phụ nữ vui. Người phụ nữ như một loài hoa, mà người đàn ông mà hơi khéo léo, môi mép hơi xạo một chút, như là một những giọt nước mát tưới vào hoa đó, đúng không? Nó khi mà nó lo cho con cái ở nhà mặt mày tèm nhem tút nhút, vậy mà mình đi làm gì mình khen vài câu, nói em đảm đang thiệt. Nó thiệt với em là đi đến đâu ăn phở hủ tiếu gì cũng không bằng là cơm ở nhà của mình chứ. Bữa đó mà làm anh em biết là thời gian trễ ghê luôn, không về nhà ăn cơm kịp luôn, là anh vô trong cái quán ăn ăn không ăn vô luôn, ăn không vô nổi. Nó nấu gì đâu mà nó nấu dở gì đâu mà dở quá trời dở luôn, mà bắt buộc anh phải ăn gì anh ăn để anh có sức khỏe anh đi về nhà gặp em phải ăn đó, thấy không? Nên mai mốt anh đi làm em phải nấu đồ ăn nghe, nấu một hộp cơm nghe, đem theo cho anh phải ăn cơm của vợ anh nấu mới được. Ôi ô quý vị biết nè, cực cỡ nào cực cũng thấy mệt chứ quý vị ơi, hiểu không quý vị? Nhưng mà mấy bà nấu phải ngon,
chứ mấy bà nấu dở quá gán ăn giết mà chết đó, chứ đừng có nói chuyện gán thì gán một hai lần thôi chứ gán hoài nấu dở ẹt mà ăn thì gì nổi mà ăn. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó nên cái gọi là cái lối sống mà hiểu biết mà trong nhà Phật dạy là một lối sống hạnh phúc. Lối sống hạnh phúc quý vị ơi. Trời ơi, 70-80 cô mà nhà Đức nói chuyện mà cô nào cũng nói cười quá trời cười. Chăm sóc hoa mà quý vị, nó vui vẻ nó mới chăm sóc quý vị được. Chứ bây giờ hoa này tàn phai hết trơn mà quý vị vô đây wow wow wow, vô hoài đây wow wow, đi đâu mà đi nhiều chứ wow wow, chạy mắt dép hết trơn, đừng nói chuyện dữ hết trơn. Ở nhà mà có một đứa làm dâu mà nó làm cho cả dòng họ không đến mà. Dòng họ mà đến là ra phía sau đập xa thao nồi phía sau ẩm ẩm. Mình mà khôn là mình đứng là mình đi về trước đi. Tại sao mình ngồi đó chút nó đập mình chết mồ. Mắc cỡ. Mình đi lỡ nhà người ta mà bị vợ người ta quýnh mắc cỡ chứ quý vị. Mắc cỡ chứ. Hồi đó mà như tức lỡ nhà thằng bạn mà nhậu vừa đến vợ nó làm mồi phía sau nó đập đồ rầm rầm nó nói thôi bạn tôi về. Không bạn phải ở lại, bữa nay phải ở lại nó không. Tao không ở lại đây được. Vì sao? Tao nói thiệt mày biết, còn khỏe mình phải chạy trước. Tao nghe cái nguồn tin nó không ổn định. Phía sau thao nồi nó đập bóp bóp. Khi tao xỉn rồi nó đè nó quýnh chết con. Không có cửa chạy bọn mày muốn hại tao mà. Bữa nào đi ra cái quán ngoài kia nhậu chứ không có dám nhậu ở đây nữa. Tao nói thiệt từ hôm nay tao không dám đến nhà mày. Tao lỡ nhà mày nhậu rồi tao tao nói thiệt. Tao thấy đâu có món gì mà dùng dao mài dữ gì đâu. Thấy vợ mình nó mài dao sẹt sẹt tối ngày trong tàu vô tao đi vệ sinh tao thấy rõ ràng. Nó cầm cái dao nó mài mà. Nó mài dao rồi nó nhìn tao. Tao nghi rồi. Tao nói tao không nhậu tao đi về. Lỡ tao xỉn rồi nó cắt ở đâu tao đâu có biết. Chết mồ luôn. Thôi tao trốn. Tao đi trước. Vợ mày ghê quá. Hiểu chưa? Mình phải là con người chú ý vậy. Khi mình lỡ nhà ta mình ăn uống cái gì mình nên nhìn cái gia đình người ta. Dọn cái mâm đồ ăn mà thấy đồ ăn heo hút quá. Nó heo hút quá mình gấp ít ít thôi. Tại vì mình gấp hết. Mình phải ra quan sát. Mình quan sát mình đưa mình vừa đút đũa chứ mình gấp đồ ăn là mình nhìn qua mấy gương mặt mấy gia đình họ nhìn mình có khi mình thấy chắc đồ ăn ít mình gấp dữ quá hay sao đúng không nó. Còn nếu như mà người ta gấp đồ ăn vô chén mình là mình phải ăn vì cái đó là cái lối sống người miền Tây, người ta ưa gấp đồ ăn cho mình. Còn người trên thành phố người ta không thích mình gấp cho người ta nó. Giống như người miền Tây người ta thích ăn chuối là chuối chín mùi, nhưng người thành phố người ta thích ăn chuối chín vừa vừa. Mình phải biết cái mỗi có một cái lối sống của những nơi sao sao. Thấy không? Nó, mình là ra ngoài Bắc mình nấu ăn là mình phải ít để đường. Người Bắc ít ăn đường. Hiểu không? Nó mà người Bắc đi vô miền Nam mà quý vị nấu họ ăn họ phái lắm. Tại để đường nấu ngon. Ôi ơi, xưa người ta nấu ăn người ta tính rồi mấy mùa mà quý vị. Nó, mỗi địa phương sao sao nấu đúng vậy đó. Nó, nên quý vị thấy làm nội trợ dễ không? Phải được gặp những đức. Thấy chưa? Phải được chỉ dạy. Hiểu không? Từ lời ăn tiếng nói phải được chỉ dạy nữa chưa? Hiểu không? Vậy thì sao? Khéo léo. Để giữ được một gia đình hạnh phúc. Mình đi tu mà gia đình hạnh phúc thì giống như hổ mọc thêm cánh. Dễ độ sanh quý vị. Hiểu không? Nó, chứ đừng có mà về nhà mà đụng độ gia đình cái gì. Tôi đi chưa, tôi bỏ nhà luôn, tôi đi giảng sanh luôn. Không có đúng đâu quý vị ơi. Giảng sanh là chừng nào thỏa mãn đến. Mình đã có cái tâm quyết đó rồi. Nhưng mà cái cuộc sống hiện đời của mình á, tu thì tu mà làm sao nó cân bằng ra. Hiểu không? Nó, trước khi mà lễ lọc mà sẽ đi 3-4 ngày thì mình phải chu đáo với chồng hơn nữa. Phải chu đáo với chồng hơn nghe chưa.
hiểu không? Nào là nấu ăn cho ngon nè, rồi nói chuyện cho thiệt là ngọt nè, không à, rồi nỉ nê bên cạnh kế bên. Ba ngày đặng á, thầy tổ chức đại pháp hội ba ngày đó anh à. Mà cái đại pháp hội này á nghe anh, sẽ giúp cho gia đình dòng họ mình siêu thoát. Mà khi gia đình dòng họ mình mà siêu thoát rồi thì vợ chồng mình hạnh phúc lắm. Chưa nó để cho mình đi mà trong tâm mình nó thoải mái. Chứ nếu như mặt lớn mặt nhỏ mà mình đi, mình ở đây mình tu cho tâm mình nó cũng thấy nặng nề. Khi tu mà tới ngày cuối cùng mình sẽ chuẩn bị đi về, không muốn về. Tại vì nghĩ đến cái chuyện mà về nhà sẽ mặt lớn mặt nhỏ, vì không biết bước vô nó sao đây. Nó cái bà kia bà nói trời ơi con trốn chồng con đi tu. Khi lại xong 3 ngày, 3 ngàn lại Quan Âm con mừng thấy ghê. Nhưng mà khi mà suy nghĩ tới cái chuyện về nhà, nó thật sự với thầy, con không còn cái cảm giác gì nữa chứ. Thầy biết rằng tới nhà rồi mà con đi vô con đi giống như là một đoạn đường xa lắm vậy đó thầy. Bước hoài mà không vô tới nhà. Con vừa bước vô nhà thầy, nó đứng ngay cái cửa. Thầy biết rằng là 3.000 lại Quan Âm mất tiêu hết chứ. Thấy chưa? Nên mình phải làm sao cho người ta hộ trì mình, là bản thân mình phải cực kỳ khéo léo. Thưa quý vị, bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, vì thấy nhà Đức khéo không? Ở một nơi, ở một nơi không phát từ rơ mà công ty càng ngày càng phát triển, đúng không? Mà công ty này là địa điểm này, mà nếu đúng ra là mặt tiền này là mặt tiền mà chúng ta không phải là mặt tiền kinh doanh. Nói cho nó dễ hiểu quý vị, Phật Pháp chen lẫn vào thế gian Pháp mà. Là địa điểm này là địa điểm gọi là đường hẻm mà hẻm đường cục, đúng không quý vị? Nhân Đức hỏi quý vị, có ai mà đi vô trong mấy cái cảng mà đi chùa không? Ít lắm quý vị ơi, đúng không? Cái vị trí đặt để ở đây nó lại không phù hợp. Nhưng mà nhờ cái người ở đây mà làm cho người ta vui, nên một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng ngàn mà người ta về, đúng không? Nên mình phải tự tin về cái phước duyên và tự tin về cái khả năng kinh doanh của mình. Thì dù là một cái mặt bằng không phải mặt tiền, nhưng địa điểm kinh doanh quý vị vẫn thành công. Vì thành công ngay chỗ nào? Uy tín, chữ tín là chỗ quan trọng nhất. Mới kinh doanh đừng suy nghĩ cái L trước, mà phải tính ra cái chuyện mở ra một công ty kinh doanh là phải bỏ ra một số tiền là mấy tháng chúng ta sẽ không bao giờ có L, hiểu không? Có khả năng đó thì hãy mở công ty. Còn mở công ty ra mà toàn là nợ không thì mới mở là muốn lờ liền, thế nào cũng sạt nghiệp. Tại vì không ai tiếp nhận quý vị chứ sao mà thành công, hiểu không? Nên hồi xưa mình đi lỡ đây quý vị thấy một cái nơi không ai biết tới. Từ đường đó đi vô đây ai mà biết chùa trong đây này đó quý vị. Vậy mà bây giờ không ngờ cái ngôi chùa trong đây là một trở thành một cái ngôi chùa mà khắp nơi cả nước biết tới, thấy không? Đại Tùng Lâm thì nói làm chi? Đại Tùng Lâm là mặt tiền quý vị, điểm du lịch nhiều người biết rồi. Còn đây nè, ít ai biết nè. Bây giờ quý vị thấy nghe nói chùa Hộ Pháp phần nhiều ai cũng biết đó. Người ta lỡ chùa mà ta vui vẻ gì mà nhìn xuống, trời ơi nhìn xuống gì đâu mà. Nó đẹp gì đâu mà. Quý vị ơi, đa phần ai cũng thích nói mình đẹp quý vị, đúng không quý vị? Mình đừng bao giờ gặp người ta nói ủa sao mặt cô lúc này tối thui vậy? Gặp vậy đó, vừa gặp thấy vô duyên vô dục, bởi vì cái mỏ nhọn quét. Vừa gặp nói mặt ta đen thui, vô duyên gì đâu. Tôi nói cái ngôi chùa này tôi đừng có mong mà tôi đi đến cái ngôi chùa này. Nó vừa gặp nói chị có gì duyên, chị có duyên, nói thiệt chị đừng có lo, cái phước duyên chị sẽ đến, nó sẽ đến, chị niệm Phật đi, nó sẽ đến. Thấy không? Đầu tiên là thấy ăn tình, thấy đẹp quý vị. Nó bởi vì những đứa để mấy cái dòng xung quanh đó quý vị,
cái dòng nhỏ nhỏ chứ với Đà Phật đó, mỗi lần gặp Phật tử lạ lạ Đức nhìn cái tay họ, nhìn tay, cái tay nào có dòng mà thôi đừng cho anh, cho rồi nhìn cái tay coi nó có dòng chưa, nói cái này chẳng phải bả lột dòng cắt ở nhà. Nhìn tay vậy chưa có dòng, như thấy lạ lạ, quen bà quen tôi biết rồi, nhìn thấy bà lạ lạ chưa có dòng gì chứ. Xong quý vị biết rằng là ra đây tặng cái dòng này, cái lọc nghe không, đeo vô, đeo liền, quý vị thấy chưa, là thấy ăn tình ơi. Công nhận thầy dễ thương, vừa đến chùa thấy vui vẻ, công nhận thầy, thấy không, tự lạ lạ mà quý vị ta lợi nghe. Cơm chưa, cơm chưa, cơm chưa, chưa chưa chưa, lỡ đó ăn cơm, lấy đồ hũ luộc chấm muối tiêu ra. Từ cái vui vẻ đó mà ta thích đó quý vị, giống người miền Tây gặp ăn cơm chưa, vô đây ăn cơm, còn cơm cháy. Nhưng mà do vui vẻ mà ta thích quý vị ơi, thấy không, nó nên từ nơi đó hết cơm nấu mì, à, quý vị thấy không. Những đức thường mà thứ bảy rồi hết cơm đem mì ra mấy cô, đồ ăn trong nhà nhiêu đem ra hết nghe. Nhưng mà trước đó thời gian đức nói cái gì ngon ngon để lại ghê, kinh chưa, lễ lọc nghe nhà đức, trước lễ nhà đức họp ta cũng nhiêu đem ra ăn hết nghe không. Nhưng cái gì mà thấy ngon ngon mềm mềm mà để cho các cụ già để lại nghe, đến chi qua lễ cho mấy bà già bà ăn, hiểu quý vị. Bây giờ mình cho ăn hết mấy bà già trong chùa, bà nó cũng là phụ nữ mà, bà đâu phải đơn giản, nó nhìn ngó lắm đó chợ. Nói tôi nè, niệm Phật một ngày 4 thời trong chùa, trời ơi vậy mà cái gì đem cúng cho ăn hết trơn ha, không có bao giờ mà để cho tôi miếng nào trơn á. Phụ nữ già vẫn ganh tị, chứ không phải là trẻ mà ganh tị không đâu, già cũng ganh tị nữa, không lo cho bà. Nên mình nói câu này bà nghe bà phái, thấy không? Giống như bây giờ mình làm chồng đi, mình bạn bè đến nhậu nhạc, trước thời gian chưa nhậu mình nói với chồng mình, mình nói với vợ mình, nói với vợ em nhớ nghe, khi đem đồ ăn ra mấy cái đồ ăn ngon ngon để lại một miếng cho em với con a cái ăn nghe chưa, những anh ở ngoài là anh kêu đem mồi ra. Đầu tiên em đem ít ít thôi, anh kêu em đem ra một chút nữa, đúng ra đem mâm hết nó sẽ ăn liền hết trơn à, đem ít ít thôi, rồi anh kêu đem ra nữa, anh kêu đem ra nữa, lần thứ ba là anh biết hết rồi, anh không kêu nó đâu. Nói với vợ mình trước thì mình được lòng bạn, mình được lòng vợ, hiểu quý vị. Nó sẽ nhiệt tình, nó phục vụ bạn mình. Còn mình nó đem hết đi, mình không nói với nó trước, nó nói mình vô tình. Sống với tôi mà chớ hề ông nghĩ đến tôi chút nào. Nó gì nó cằn nhằn, khi bạn gì nó cằn nhằn mặt lớn mặt nhỏ, đúng không? Còn mình kêu để cái gì ngon ngon á, đồ ăn, thí dụ như còn ăn mặn đi, con gà luộc, mình kêu nó chặt cái đầu còn chừa mấy khúc, chặt cái đùi còn chừa mấy khúc, chặt cái mình chừa mấy khúc, gáp gáp lại thì nó thành như con gà con. Hiểu không? Ngày xưa ta bán quán ăn đó quý vị, ta bán ăn, quán ăn là thường là ta chặt gà, ta chừa chừa lại, ta bán tiếp tục nên ta lờ. Nên con gà gáp gáp cũng là con gà nhưng gà lùng. Gà lùng quý vị. Đó, đó là tôi nói tới cái chuyện ăn mặn đó nghe, mà cũng phải tình nghĩa nghe chưa quý vị. Nó, quý vị biết cái bài học này cho đứa học ở đâu không? Học ba những đức, học mặt trái của ba những đức. Ba nhà Đức hồi xưa ông nhậu là ông đem đồ ăn sạch nhất, còn mẹ nhà Đức với mấy đứa con là quẹt quẹt không. Nên bà phải sao bà cằn nhằn cử nhử, bà khóc bà rơi nước mắt. Nhà Đức còn nhỏ nhìn bà, nhà Đức nói sau này tôi sẽ không học ông cái điều này. Thấy không? Nhỏ xíu để nhìn ra học được rồi. Sau này giờ chỉ với mấy ông đàn ông này thấy chưa? Chỉ ông đàn ông nè, thấy không? Nó còn mình là vợ mình đi làm mình có tiền lâu lâu mình mua miếng bánh cho chồng. Mua cái bánh đại, cái bánh nè anh. Cái bánh này nghe nó thiệt với anh, nó ngon lắm.
cái bánh này nó tuy là bình thường thôi anh, nhưng mà cái tấm lòng của em á để vô cái bánh này nó nhiều lắm. Mình nói cái lúc không có con cái á, chứ mình có con cái thì con nó nhìn nó mắc cỡ, không có nói được. Mình lừa cái chỗ nào đừng có con ra đây nè em biểu. Mình làm vợ mình nói mấy câu nó có ăn thua gì đâu. Mà chồng mình nó nói công nhận không vợ này. Vợ này tôi mà đi đâu mà tôi không về là chết mồ luôn, tôi không chịu nổi. Tôi phải về nhà mới được. Tại vì vợ khéo quá. Hiểu không? Còn mình đang bà mà nói bà sùng bà sực, nói ngang ngược. Trời là trời, nó lỡ cái quán cà phê thì mấy nhỏ bán quán cà phê nó nói anh vô đây. Không, còn về gặp con vợ đầu tắt mặt tối, tuy là cực khổ nhưng mà mình lại không khéo léo nên mình bị mắc chồng. Nghe không? Có những đứa con nít mà những đứa coi thấy nhỏ xíu xíu luôn quý vị, có 2 tuổi thôi mà quý vị biết rằng là nó đọc những cái thứ tiếng của các nước trên thế giới. 2 tuổi, ví dụ như Việt Nam nó đọc là tiếng Anh là tiếng gì nó đọc luôn, ngộ ghê. Rồi thí dụ như cái tiếng nước nào nó đọc lại cái tiếng Anh là cái tiếng nước nào, dịch lại tiếng Việt là sao, thấy không? Có nghĩa là cái danh từ của nước nào nó đọc rồi nó dịch lại cái tiếng Việt của mình, thấy không? Ghê không? Là 2 tuổi thôi. Chủng tử của nó 2 tuổi thôi. Tại vì cái sở học của nó những đời kiếp trước nó vì sở học này nó mạnh quá, nó quá chú tâm học, cái tâm huyết quý vị, tâm huyết nó quá thích học về cái môn học này, cái môn học này nó quá thích. Thì giống như bây giờ thí dụ như học lịch sử, nó quá thích lịch sử, cái đứa này nó quá thích lịch sử. Có nghĩa là gì? Là cái chủng tử như học lịch sử của nó quá mạnh, cái đứa nó rất thích học văn. Quý vị thấy đúng mà phải không? Thì cái chủng tử học văn của nó quá mạnh, còn cái đứa nó không thích học cái gì hết. Thì trong cái chủng tử nó không có học cái gì hết trơn, sao nó thích? Như bản thân những đức chủng tử, những đức không có học cái gì hết trơn á, nhưng mà những đức lại thích niệm Phật. Lạ không? Nó thấy rõ ràng chưa? Thì quý vị thấy có những đứa nhỏ nó mới lớn lên thôi, tự nhiên nó thích làm bác sĩ. Mà nó rất thích làm bác sĩ. Mà nó lạ, nó nhỏ xíu xíu thôi quý vị, mà nó đã thích chăm sóc người ta, hỏi thăm người ta, giống như là một người bác sĩ lão liền. Tại vì cái chủng tử nó làm bác sĩ quá mạnh, mà nó còn nguyện nữa. Nguyện là tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi làm nghề bác sĩ. Nên nó khi nó tái sinh lại là nó thích ngành bác sĩ. Đúng không? Có những đứa nó lớn lên nó thích, nó gặp anh công an là thích à. Vừa gặp công an là thích công an vô cùng, trời công an gì đâu mà quay phong lẫm liệt. Thích làm công an, nó phải học để làm công an. Đó là chủng tử quý vị, chủng tử gầy dựng cái gì thì ra cái nấy, nó không có mắc cái gì chứ. Có những đứa nhỏ nó mới sanh ra cái việc nó gặp người ta làm nè. Nhiều người cha mẹ ẩm nó thầy thầy con nó dữ quá thì dữ thầy. Nhưng đức nói cái chủng tử nó đời trước làm đạo đâm. Đâm người hoặc là đâm heo. Nó đâm với quen rồi, bây giờ cái tâm sát khí nặng nề tái sinh lại. Quý vị thấy quý vị có những người, quý vị có chồng gặp ông chồng dữ thấy ghê không? Hung dữ kinh khủng luôn. Gặp người là chữ đánh đập tá lả âm binh. Nhưng mà cái duyên nợ mình phải sống với người đó. Có khi vì sống quý vị cũng sợ nữa. Mà sống với nó quen à, chứ nó sát khí nặng quá quý vị. Mà những người vậy thường nghe câu bằng hiệu lạ không có nghe được, sợ cái tiếng niệm Phật dữ lắm. Mà trong kinh Phật nói những người đó thường từ ác đạo mới lên, nên nghe danh hiệu Phật sợ. Còn những người khi người ta sinh ra cái hơi của người ta thôi, cái mùi nó không chịu nổi. Có khi quý vị nghe tiếng là nước đồng sôi không? Người ta mà đổ chuông quý vị, người ta đốt đồng, người ta đốt thành lửa, xong người ta mới để vào một cái ca đồng, ta mới đổ vào cái chỗ người ta đổ chuông, ta pha thêm cái gì nữa, bạch kim rồi vô để mà thành cái chuông mà tiếng âm vang hay. Mà đồng mà đốt nó thành lửa nó chảy ra, mà nước đồng nó bị nóng cỡ nào chưa? Nước sôi rồi không có ăn thua gì đâu, nước đồng là kinh lắm. Vậy mà khi đỏ trong địa ngục, nước đồng nó đổ vào cuốn họng mình, đổ đi đến đâu là nó đi ra theo đến đó.
nước đồng sôi, mà trong địa ngục bị hành ngục khổ hoài vậy. Rồi đến khi sinh ra đời là nhân duyên làm người quay lại, được làm người, thì lời nói cái hơi hám nó hôi thối không tưởng tượng được. Mà đây là túc nghiệp túc căn đó quý vị, túc nghiệp túc căn. Vậy đó mà niệm Phật 5-7 năm tự nhiên cái hơi đó nó hết thối, hết đó quý vị, hết đó. Rồi có những người mà mồ hôi mình thì hôi rồi, nhưng mà có những người loại mồ hôi nó hôi kinh lắm quý vị. Đây đã có chồng quý vị thấy, có những người chồng quý vị mới về chịu không nổi, nhưng do bị gần giết mà quen thôi, nó hôi không tưởng tượng được mà, hôi cánh, hôi không tưởng tượng được, dù có loại, dùng cái loại gì sức vô cũng hôi, hôi cực kỳ hôi luôn, không phải hôi bình thường. Người ta mồ hôi thì nói là hôi, nhưng mà mồ hôi này là một loại mồ hôi gì kỳ lắm, hôi không tưởng tượng được. Đó là gì? Đó là nghiệp duyên quý vị, nghiệp duyên ác nghiệp nặng nề, nên khi sanh ra đời người cực kỳ hôi thối. Thời Đức Phật còn tại thế, có một cô công chúa này, cô xấu đến mức mà vua cha phải nhốt ở trong phòng không, thờ cùng đi với Đức Phật. Buồn quá buồn, cô hướng về Linh Thú Sơn cầu nguyện Đức Thích Ca Mâu Ni, bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà con sinh ra đời quá xấu xí, đã là công chúa mà cực kỳ xấu xí, xấu không tưởng tượng được mà. Ai mà gặp một cái là ói từ trong nhà ói ra, ói lê lết, ói đừng có nói nữa, gì quá xấu, xấu không tưởng tượng được, xấu mà người ta gặp là ói ọc 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 ọc. Vua cha hoàng hậu gì mà hồi cung mà chỉ cần công chúa, mà cho công chúa lên là vua cha không nói chuyện gì được, lo ói không thì quý vị biết xấu cỡ nào chưa, xấu không tưởng tượng được mà. Đến nội công chúa mà gọi là ế, không ai chịu cưới gì, gặp mà ói không mà cưới cái gì. Vua cha đưa vô trong phòng nhốt lại ở trong phòng, xong á cô buồn quá, cô hướng về Linh Thú Sơn nguyện cầu Đức Phật cho cô lời dạy gì để hóa giải cái quán nghiệp này. Thành tâm thành ý, Đức Phật từ Linh Thú Sơn nghe được lời kêu cầu của cô, Đức Phật thị hiện đến ở trên không trung. Này công chúa, Đức Phật có nói là những cái nghiệp duyên xấu xí này là do chê cười người ta, khi đẹp mà xem thường người ta, thông minh mà cười chê người ta ngu dại, sáng mắt mà chê người ta mù đuôi, lành lặn tay chân mà chê cười người ta tật nguyền, cao mà chê người ta lùn, lỗ mũi cao chê người ta lỗ mũi xịt, mắt hai mí chê người ta mắt hí, răng đầy đủ chê người ta răng rụng. Từ nó những cái tâm chê người ta, khinh thường người ta, mà bây giờ bị quả báo lục căn hoàn toàn xấu, xấu không tưởng tượng được, mà gặp là ói quá trời ói, gặp những đức mà gặp chứ cũng ói luôn. Nên quý vị biết rằng là Đức Phật dạy xong, Đức Phật nói muốn hóa giải cái nghiệp xấu xí này, thành tâm sám hối, chân thật chấp nhận hình tướng xấu, đừng than thở, đừng buồn, mà thành tâm thành ý bố thí cúng dường, dù là xấu ai chế cười nhưng không buồn trách người ta, vui vẻ hoan hỷ, thường niệm chánh pháp, thường niệm chánh pháp. Thường Đức Phật dạy là Đức Phật dạy thường niệm chánh pháp, thường niệm thiện tâm. Đức Phật dạy vậy đó. Thường niệm thiện tâm là gì? Là không có buồn trách. Thiện tâm là không có buồn trách. Số phận mình có bị cái gì mình cũng không buồn trách chứ nhá, không có buồn trách. Cô chân thật nghe lời Đức Phật, nghe lời Đức Phật hiện đời tu, hiện đời chuyển hóa. Thì cô tu từ 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 cô chuyển hóa, sau này cô trở thành một người công chúa đẹp nhất, kinh khủng không, thay đổi hoàn toàn luôn, hiện đời luôn. Nó thì quý vị biết rằng là tu có sự thay đổi rõ ràng. Nó, nhiều người bây giờ bị gặp như Đức, bị nói như Đức coi được mà, nhiều hồi xưa như Đức xấu cỡ nào,
đúng không? Thì coi những bài giảng ấm nhem xấu cỡ nào, cái kinh khủng luôn, nó như là một cái con gì nó kêu xấu, không tưởng tượng được đâu. Đó, tu từ từ còn có được mà. Chưa, nó nên từ nơi đó mà tu từ từ còn có được đó nè. Tất cả những cái chủng tử lớn nhỏ đều do đã gầy dựng, nghe và thấy và biết. Chủng tử đã không bao giờ mắc. Nên mình làm ông bà cha mẹ nghe đạo, chúng ta nên gầy dựng cho con cháu mình nghe những cái thiện, thấy những cái thiện, biết những cái thiện. Đây là cái hạt giống gieo cho con mình, hạt giống quý nhất, còn hơn là tiền bạc vật chất. Vì tiền bạc vật chất xài hết, nhưng cái chủng tử gieo vào thì vô lượng kiếp vẫn không bao giờ mắc. Không bao giờ mắc. Nên cái đứa bé 2 tuổi thôi mà nó đọc tiếng này tiếng kia mà mình kinh ngạc luôn mà. Đó. Và có những đứa bé mà nó chỉ cần coi qua toán học một lần, nhìn qua là nó nhớ hết hoàn toàn nữa, vì coi tài năng nhí, vì có thấy không? Đó. Rồi có nhiều đứa nít nhỏ tí tí thôi mà nó chỉ cần học qua bài hát là thuộc cấp kỳ, vì nó đã từng làm ca sĩ. Chủng tử của nó rất thuộc nhiều bài hát. Quý vị biết rằng, vì hỏi thử có nhiều người ca sĩ đi. Nhiều người ca sĩ người ta yêu nghề đến mức mà người ta ngủ người ta cũng hát. Như quý vị niệm Phật ngủ, quý vị còn có khi còn niệm mà, nằm mơ niệm Phật mà, đúng không? Đó là chủng tử quá mạnh. Còn có những người ca sĩ người ta nằm ngủ người ta còn hát, vì người ta tập bài hát đến cái mức mà gieo thẳng vào A Lại Gia Thức, người ta mạnh đến mức cực điểm luôn. Nên khi người ta ngủ người ta còn nghĩ tới bài hát, người ta đi đâu người ta cũng nghiêu ngao bài hát, mà người ta nhập tâm vào bài hát. Đa phần những người hát như vậy thì đa phần là những người hát hay, hát rất là hay, đúng không? Nên đó, tại vì họ nhập tâm. Quý vị thấy một người ca sĩ mà người ta yêu nghề chưa? Yêu nghề thì phải lão luyện. Lão là già dặn, rèn luyện cái môn đó mới gọi là lão luyện. Thí dụ như cái anh nào tối, ảnh cũng là người thích hát, nhưng ảnh lại không rèn hát. Ảnh trước mọi người anh hát là anh rung. Nó thêm cái nữa, thí dụ như mình trước công chúng, dù mình có xấu gì xấu, nhưng chúng ta đến trước công chúng, chúng ta phải coi bằng đồ có được một chút. Lùn thì mình kiếm đôi dép cao cao mang lên, cao cao một chút, vì trước công chúng nó có cái hình thức để nhiếp thọ người ta. Nên cái ngành mà ca sĩ nó cần cái hình thức dữ lắm. Từ khi là cái tài năng người này hát quá hay, như Tấn Vũ ngày xưa xấu mà ông hát nhiều người thích ổng, là vì cái giọng hát ổng nó quá hay, mà người ta có được cái duyên của bài hát nên người ta được nổi tiếng. Chứ nếu mà ca sĩ mà quá xấu dù có hát hay nó cũng không lên được. Nó lạ vậy đó quý vị, không lên. Hình thức bên ngoài cực kỳ quan trọng luôn. Nên mình phải biết là mình là cái nghề nào thì mình mới thành công trong cái cuộc đời này. Mình biết mình là cái ưu thế, mình là chỗ nào. Quý vị ơi, mỗi người chúng ta học Phật, quý vị phải nhìn ra quý vị là người ưu thế gì mạnh nhất. Quý vị nên phát triển cái ưu thế đó. Ưu thế đó mà phát triển mạnh rồi thì những cái khả năng khác nó sẽ phát huy theo. Vì mình biết cái ưu thế này là chủng tử quá mạnh, mình đẩy nó mạnh lên để mà những cái khả năng khác nó phát huy theo cái ưu thế của mình đã phát triển. Còn nếu như mình không có một cái khả năng gì phát triển được, vậy thì mình nằm vào cái chuyện tạp. Tại vì mình không có phát triển được cái nào, nên cái nào mình cũng gom vào thì nó tạp. Mà nó đã là tạp thì nó không có cái môn nào giỏi. Mà nó đã không có cái môn nào giỏi thì nó không có thành một cái tư tưởng mà hình thức trước mọi người đạt đến chỗ thành công. Đúng không? Cái ưu thế của những đức, đặc biệt là những đức tin có Phật hiệu, thấy chưa? Và thêm cái nữa, những đức có khả năng thuyết giảng nha quý vị. Để ý đi, những đức mà lên giảng pháp là cái gì những đức cũng giảng ra, quý vị thấy chưa? Những đức nói cái gì cũng nói ra được hết trơn á, nó không có bị bế tắc quý vị. Đó là cái khả năng thuyết giảng của những đức chủng tử nhiều đời nhiều kiếp, rất là dày. Những đức đã thuyết giảng rồi, nên bây giờ những đức lên ngồi là những đức thuyết pháp hoài vậy. Chuyện gì những đức cũng kể được chứ. Chưa từng học qua những đức cũng kể được nữa.
Không biết đâu mà chuyện Như Đức kể hoài luôn. Mà trong khi Như Đức có động gì đâu, mà Như Đức kể chuyện quá trời. Nghe thấy nhìn, chỉ cần nhìn cái chuyện, nhìn cái bà đó cao, Như Đức sẽ biết kể chuyện cái bà đó cao làm sao. Nhìn cái bà đó lùn, Như Đức biết cái bà đó lùn, Như Đức kể làm sao. Nhìn cái bà này lé, Như Đức sẽ biết kể chuyện lé làm sao. Mà thật sự thì câu chuyện của bà chỉ là cái hình của bà thôi, mà Như Đức lại kể ra câu chuyện của bà lé đó. Hay là coi phim hoạt hình, hay là coi phim ảnh, hay coi Tam Quốc Chí, hay coi bất cứ một loại phim gì, Như Đức chỉ cần coi qua thì nó thành Phật Pháp. Coi qua thành Phật Pháp hết. Và chuyện mà phim hoạt hình, phim Phật giáo, chỉ cần coi qua, sơ sơ qua một lần là nhớ hết tất cả. Cần muốn kể giờ nào cũng kể được hết. Đó, chủng tử quý vị, đó cũng là chủng tử đó. Đó, nên á, hiện tại ở trên mạng nó nổi bật cái bé 4 tuổi. Nổi không tưởng tượng được. Nó tự nhiên nó nổi bật lên một phát. Kinh khủng. Mà đứa bé nó dễ thương, nó đẹp. Quá đẹp, cặp mắt của bé mà quý vị nhìn mà cặp mắt nó đẹp, long lanh, hồn nhiên gì đâu, đúng không? Mà nhìn cái hình tướng của cháu, không phải là đứa bé tầm thường. Cái cách nói chuyện, khi cách nói chuyện mà giảng thiết mà đưa tay lên á, là một con người đã từng thuyết pháp, quý vị. Để ý thì biết liền, đúng không? Đó. Đó. Nên quý vị thấy mà như bản thân những đức mà nó rõ ra là tự học. Học lớn không, toàn là tự học không đó quý vị. Rồi gây dựng chủng tử, gây dựng để phát triển chủng tử. Quý vị thấy những đức nè, những đức là gây dựng mình trở thành chủng tử nè. Là chủng tử có sẵn nhưng phải cần có thời gian để nuôi nè. Những đức là nuôi nè. Cứ nuôi hoài một cái nghề này nè. Mà bây giờ quý vị thấy trở thành một người giảng pháp tương đối nổi tiếng đó quý vị. Đó. Các nổi tiếng khắp nơi nơi ta biết luôn. Và tổ chức những khóa tu mà rất đông trong thời đại hiện tại này. Là những đức là tổ chức những khóa tu rất đông. Hiện tại quý vị đi tìm hiểu cả cái nước Việt Nam chúng ta, hiện tại quý vị có thấy cái chùa nào mà ngày Chủ Nhật mà đông gì không? Mà đây là một cái nhân viên mà những đức rèn luyện, tập luyện, có chủng tử nhưng được rèn luyện, được có một môi trường để rèn luyện chính bản thân mình. Nhìn có được ngày hôm nay, đúng quý vị. Mình nhìn cháu 4 tuổi mình thấy rất là thương, những đức nhìn từ xa mình những đức thấy còn thương. Nó có một chủng tử nhân duyên gì đặc biệt ấy, thấy không? Cặp mắt long lanh, người đẹp. Nó cái người đẹp vậy đó, dễ độ sanh. Mà duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh quá dày. Nói mấy câu đơn giản thôi thì cũng là chú để bi, hay những bài chú quý vị cũng đã từng nghe qua hết. Nhưng mà lạ thay, từ kim khẩu của cháu đọc ra thì người ta lại là tin và người ta lại thích. Đa phần người ta thích. Chỉ cần ai mà nói vô dù là đúng chánh pháp, người ta cũng nói là người đó nói sai. Còn người ta tin cháu là nói đúng. Quý vị thấy không? Cái chủng tử nhân duyên của cháu nhiều đời nhiều kiếp nó quá mạnh. Mạnh vì cái duyên của Phật Pháp quá. Nhưng mà cháu lại đọc nhiều cái mối đạo. Thí dụ như chú thì chú nhà Phật, nhưng có những bài kệ thì Phật giáo Hòa Hảo. Nên cháu có học những cái môn đó hết, trong những chủng tử nhiều đời nhiều kiếp. Nên đời này của cháu, chú nhà Phật cũng có, mà đạo Phật giáo Hòa Hảo cháu cũng có từng tham khảo qua. Bài cúng chì cuối kính dương hương trước cụ quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, đó là Phật giáo Hòa Hảo. Hồi xưa nhỏ như đức thuộc hết. Mấy cái bài đó như đức thuộc hết. Tám điều răn cấm Phật giáo Hòa Hảo như đức thuộc hết. Nhưng mà sau này những đức không muốn nhớ cái gì nữa chứ. Hiện tại là trong đầu những đức không muốn nhớ một cái gì hết. Chỉ muốn nhớ niệm Phật thôi. Đây là 100%. Thật sự quý vị, những đức đã hiểu nguyên lý của nó rồi quý vị. Những đức nói là những đức không bao giờ để một cái gì mà gì sở học ở trong cái đầu những đức nữa chứ. Vì những đức khi nghe mà Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông Tuyên Lược Sư ngài nói một câu, làm là cho những đức tăng thêm lòng tin cao lên thêm. Ngài nói một câu là ngài nè, học mấy mươi năm nè, học á, Phật giáo nhiều tông phái ngài đã học qua rất thông, bỏ ra thời gian mấy mươi năm để học luôn. Nhưng mà cuối cùng thì thấy rằng tất cả những việc đó không giải quyết vấn đề sanh tử.
Nên bây giờ ai hỏi tôi những sở học đó, thật sự tôi không muốn nói. Vì bây giờ trường Phật học thì Ngài phải dạy một chút thôi, nhưng Ngài nói Ngài không muốn nói luôn. Nếu ai hỏi tôi về niệm Phật, tôi sẽ nói đó. Đây là chính kim khẩu Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, Tuyên Lực Sư, rất nổi tiếng, một vị đức cao vọng trọng, nói rõ ràng luôn quý vị. Nên những đức nói rằng những đức sẽ đem tất cả những cái mà những đức từng nghe, từng nhớ, từng học, những đức đem ra hết khỏi cái đầu những đức, chỉ còn có một câu vật hiệu để trong đầu. Tại vì cái chủng tử niệm Phật của mình nó quá mạnh, mình phải gầy dựng cái chủng tử này cho nó mạnh lên để làm Phật, thấy không? Nên nhìn cháu 4 tuổi, tự nhiên những đức nói thấy thương cháu. Tại vì cháu chủng tử vì Phật Pháp cũng rất là dày, cũng là một người có khi là mình nói thì mình đón theo cái kiểu mà Phật giáo dạy thôi. Ví dụ như nhiều đời nhiều kiếp cháu cũng là một người xuất gia hay người tu gì đó, hay một người cư sĩ gì đó mà biết đạo rất là nhiều và có đức hạnh. Là đặc biệt thêm cái nữa là cháu có duyên với công chúng rất là lớn, chắc chắn rồi. Vì những đức là người chia sẻ Phật Pháp, vì những đức biết mà nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng năm xưa, mà khi đến học thầy Lý Vĩnh Nam, thầy Lý Vĩnh Nam nói rằng cái người mà giảng pháp hay mà không có duyên cũng không ai nghe nữa. Cái người giảng pháp dở mà có duyên thì người ta nghe giảng đông. Đó. Nên Hòa Thượng Tịnh Không Ngài rất chú trọng kết duyên quý vị à. Ngài rất là chú trọng kết duyên, nên ai đã nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không toàn là những người rất chú trọng kết duyên, dù một chút xíu cũng thích kết duyên. Quý vị biết rằng á, những đức đi đến đâu những đức cũng muốn cho người ta nghe câu Phật hiệu chứ. Mà có khi những đức để cái máy niệm Phật là bị người ta dẹp. Tại vì người ta đâu hiểu điều này đâu quý vị. Mà cả người tu đó, người ta cũng dẹp cái máy niệm Phật nữa. Những đức để máy niệm Phật ngay đoạn đường rồi cho người ta đi qua lại người ta nghe, họ dẹp, họ nói thôi đừng để, nghe nhức đầu. Mà đó là người tu đó, người ta không nghe được câu Phật hiệu gì đó, dẹp dẹp. Vì cái tâm mình muốn kết duyên mà chúng sanh không đủ duyên thì mình đừng bao giờ trở ngại ai hết. Tùy duyên quý vị, thấy không? Tôi tu trong chùa đây mà tôi còn thấy nhiều sự việc gì mà nó chủng tử mọi người khác nhau. Cho nên phải công nhận là bé 4 tuổi đó, bé có thiện căn rất là dày, nên tái sinh lại là sự thông minh, cực kỳ thông minh. Nhưng những đức nói câu này rất nhiều lần, sự thông minh đó phải có thời gian để rèn cháu. Những đức nói thiệt, duyên của cháu đó đó, mà bây giờ đừng bao giờ cho trước công chúng ta biết nữa. 10 năm sau, 15 năm sau đi, quý vị sẽ thấy độ sanh đó, độ sanh đó, độ sanh lớn. Tại vì không phải duyên đó đơn giản đâu. Duyên mà có thể mà tự nhiên mà đưa lên công chúng một cái mà mấy triệu, 5-7 triệu người coi. Những đức mà bao nhiêu năm nay chia sẻ Phật Pháp mà cái gian những đức người ta chia sẻ nheo nhóc hết trơn, mà những buổi những đức mà bây giờ hiện tại là có những buổi là người ta cắt ngắn lại mà phải kèm theo cái duyên của cháu, nó hơn triệu người coi, đúng không? Lấy cái hình cháu vô nó hơn triệu người, là phải nép vào duyên đó để phát triển duyên của mình, đúng không? Những đức nói chuyện quý vị thấy người ta hạ mình chưa? Người ta là ông thầy mà hướng dẫn bao nhiêu con người, ta nói câu hạ mình đó. Nên từ nơi đó mà mình phải được rèn luyện, phải được gầy dựng, thì sau này mình mới nhìn được nhân quả thông ba đời, đúng không? Còn nếu như mình không được rèn luyện, không được học tập, không được sâu sắc, thì bản thân mình sẽ phát cái gì nói cái nấy hết trơn. Phát cái gì nói cái nấy hết trơn thì nó lộ hết, không có được. Nên chúng ta được thời gian học tập rèn luyện thì chúng ta sẽ biết nói cái gì đúng, đúng, phù hợp trong lời dạy của Phật. Hay không? Đó, nên chủng tử đặc biệt nhưng mà không biết rèn luyện là uổng. Nhưng những đức từng nói có một đứa bé nhỏ, ngày xưa lúc những đức mới vô chùa nghe vị là bé mới có 5-6 tuổi thôi. Giảng pháp hay được của nó. 5-6-7 tuổi nó giảng pháp thiệt là hay. Nó giảng thao thao bất tuyệt, nó nói tất cả như cõi trời luôn đó quý vị. Nhưng đó như đức mới vô chùa làm cư sĩ, như đức còn đi mua đĩa đó, như đức coi mà giảng những cái cõi giờ quá trời luôn. Bây giờ cháu đâu có nổi tiếng, cháu giờ 20 mấy tuổi hay giờ, nhưng mà cháu đâu có nổi tiếng như lúc cháu còn nhỏ đâu. Và bây giờ cháu đi làm từ thiện rất là nhiều, cháu không có một phương pháp tu chuẩn xác để trở thành
một bậc cao minh dẫn dắt người ta. Đúng không? Nếu như cháu mà đó mà được gầy dựng đó, gặp một người chuyên niệm Phật á, đừng có cho cháu biết cái gì, cho cháu biết niệm Phật thôi. Lấy cái duyên đó để phù hợp vào lời dạy của Phật, là thờ mặt pháp niệm Phật thành tựu, thì đúng là độ sanh tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Nhưng mà người ta không biết rèn luyện quý vị, nên người ta cho cháu biết nhiều quá. Cuối cùng cháu biết nhiều quá, bây giờ chứ cháu đi làm từ thiện chơi chơi vòng vòng thôi. Lâu lâu nói bài pháp nó không đi vào trọng tâm. Những đức là người được bồi dưỡng chủng tử, những đức lại đi vào trọng tâm. Quý vị bây giờ thấy không? Những đức là một ông thầy hiện tại đang hướng dẫn quý vị tu tại gia, nhà nhà tu theo, người người lợi ích, quý vị thấy đông cỡ nào chưa? Đó. Nếu như cuộc đời những đức mà đi cả đời những đức luôn thì quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Sức ảnh hưởng lớn cỡ nào không? Hiện tại những đức nói cho quý vị nghe là người tu tịnh độ nè. Hiện tại cái người mà hướng dẫn tu tịnh độ chuyên nhất và có tầm ảnh hưởng hiện tại là quý vị tự suy nghĩ đi. Tự mình suy nghĩ. Đúng không? Là nhờ từ đâu? Nhờ từ gầy dựng một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Nhờ niệm một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Mà những đức còn nói rằng bây giờ những đức muốn đem hết tất cả những cái biết những đức xóa hết mà. Chỉ đem một câu Phật hiệu để vô luôn để thanh tịnh tâm luôn mà. Thanh tịnh tâm là cái gì? Trong ngũ dục lục trần không kéo được mình. Câu Phật hiệu là viên thuốc giải. Câu Phật hiệu là viên thuốc giải của lục đạo luân hồi, tam đồ ác đạo, là câu Phật hiệu là giải những thứ đó hết luôn. Giải những thứ đó. Nên mình thấy một chủng tử đặc biệt. Bản thân của chúng ta dù có những người ta trách mình, bản thân mình cũng sẽ thích chia sẻ. Vì sao? Về sau người ta sẽ nhìn ra cái lời giảng của mình. Quý vị nói trời ơi, người ta đâu có chịu nghe mình đâu, mình nói chi người ta ghét. Ghét nhưng mà sau này người ta sẽ được lợi ích. Bây giờ nhất thời người ta không thích mình, nhưng mà sau này người ta thích mình. Tại vì những lời giảng mình nó quá chân thật, sau này người ta sẽ thấy cái gì đâu. Những đức dẫn dắt những câu chuyện, người thấy có đứa bé 5-7 tuổi như đức nói đó, nó nổi tiếng, nó giảng pháp hay cỡ nào chưa. Mà bé đó là giảng pháp luôn, chứ không phải nói vài câu kệ, vài câu kinh đâu quý vị. Mà là bé giảng pháp trước công chúng luôn. Bé nhỏ đó đó à, là giỏi đến mức vậy đó. Mà tính từng cõi chờ, 33 từng cõi chờ sao sao, giảng luôn. Không hiểu nhớ đến mức vậy đó. Đọc qua mà nhớ đến mức vậy luôn quý vị. Giỏi chủng tử quá đặc biệt. Như vậy mà để từ từ nó phai bớt đi, lạc bớt đi. Nên như đức nói cái bé 4 tuổi này 10 năm sau hoặc 15 năm sau đừng có gấp. Ta nói dục tốc thì bất đạt. Sự thành công nào cũng phải trả cái giá có thời gian của nó. Những đức học một nghề thợ nấu mà còn bị chửi 3 năm. Bị chửi 3 năm, thêm 3 năm nữa là không bị chửi mà bắt dẫn đi mua đồ. Dẫn đi mua đồ không phải đơn giản quý vị. Bà sư phụ nhà đức bà chơi ghê lắm. Bà chửi nhà đức 3 năm, bà đâu có chửi bình thường đâu. Ngoài đời mà. Bà chửi từ đời ông cố tổ rồi chửi xuống. Bà chửi vậy đó. Chửi kinh lắm. Bà rèn mình đến mức vậy luôn. Những đức ăn cơm mà nước mắt chứ ăn cơm mà. Mà trở thành một con người mà gọi là phát tâm quyết chí luôn. Chửi mà đến mức quyết chí luôn. Đúng là chửi đúng người luôn. Còn nếu chữ mà nó bỏ đi thì chữ tội lỗi. Còn bà chữ như đức mà quyết chí luôn, thành chí khí luôn quý vị. Nói xong á, 3 năm sau bà thương những đức. Thương những đức thì bà dẫn những đức đi mua đồ nhỏ. Chuyên gia bà bắt những đức lựa. Bà bắt mình trai mà bắt làm gì đó. Nó mày mà không lựa, tôi chữ nữa. Thì bà bắt mình lựa, giết mình phải lựa, giết mình sách. Mình mua đồ đi, mua đồ cho bà, mua cái loại gì mình cũng mua qua. Nên giết mình chuyên nghiệp hơn bả luôn. Mình là được con cái môn nào vô tay mình là thành chuyên nghiệp môn đó quý vị. Nó giỏi. Nghĩa là sau này mà là bả đi mua đồ hoặc mấy cái người ở trong cái quán ăn á, là thường người ta đâu đi được, người ta đưa bả mua giùm mà bắt mình đi theo và bắt mình lựa mua. Mua giết xê nào mình cũng biết. Sau này bả bạn bịu bả đâu có đi đâu quý vị, thì bả bắt những đứa tự đi. Chứ tự đi mua là xê nào những đứa cũng biết. Mua cho hồng hay đào gì là mua rõ ràng hết. Từng bọc phân ra đem về đưa cho rõ ràng hết. Nó quý vị biết á. Ở trên thành phố người ta bình thường vụ đó lắm quý vị ơi.
mà những đứa cũng là không bình thường gì mấy rồi đó. Ừ, được rèn luyện trong 6 năm chờ đó. Rồi sau này bà bệnh, bà nghỉ, những đứa lên đầu bếp chính. Nhưng mà cứ thường qua thăm, cứ thường qua thăm cô, tên là cô Mai. Nên từ nơi đó quý vị coi, trải qua thời gian vậy đó. Rồi năm 29 tuổi đi vô chùa tu, biết bao nhiêu sự trở ngại chưa? Trời ơi, trở ngại đừng có nói nữa. Không biết một cái gì thầy chủ trì, quý vị thấy cái nhân viên lạ chưa? Không biết gì cho thầy chủ trì kêu quản chúng đi con. Rồi tao đi giảng. Đưa nguyên ngôi chùa cho mình làm đi. Bản thân mình thì con người đã nhận là tâm quyết của con người như đức gì đó. Đã nhận là tâm quyết. Đã làm là tâm quyết, con nói vòng vo chứ. Làm mà làm tớ luôn. Vô là thôi chùa chuyện ai giữ là những đức giặt sạch. Như đức kể vì nghe là rõ ràng mấy lần luôn đó. Có một cái bà, ba bà kết thành một nhóm giữ kinh khủng. Trong chùa đó không ai dám đụng luôn. Không ai dám đụng. Quý vị biết á. Những đức nói bà 7 ngày sau bà dọn sạch cho tôi. Bà nói một câu mày dám đụng vô mày chết với tao. Ghê không? Mình cư sĩ cái thời đó mà. Bà dữ lắm. Xong rồi đó thì nói gì đó 7 ngày sau bà dọn. Bà không dọn là tôi dọn sạch sẽ luôn. Không có bày hầy dơ giấy hung dữ. Cho ra ngoài luôn. Thầy đã giao tôi sắp xếp à. Thầy không có dám sắp xếp là vì thầy người tu hành. Đụng cái chuyện đó người ta không đụng được. Bản thân mình nói thôi mình đâu có gì đâu. Mình làm cho được thôi. Vì đó mà tối đêm đó bà bị tiêu diện dẫn bà đi. Xuống với ông phủ chỉ vô cái chảo dầu bà coi ai trong đó. Bà nhìn vô bà thấy bà nằm trong chảo dầu. Xong á, nói thêm câu nữa. Về sắp xếp cái gì nghe cái này. Từ đó giờ nghe răm rắp luôn. Từ đó thì sao bà nghe răm rắp. Bà sợ thiệt sợ. Nhân đức vừa thu phục bà đó xong là cả chùa im re. Rồi với quản chúng luôn á. Quản chúng luôn á quý vị. Đó. Bao nhiêu sự vất vả chưa. Người ta được rèn luyện bao nhiêu sự vất vả chưa. Cả ngày lẫn đêm những đức thường là người không ngủ. Thường những đức không có ngủ bằng đêm luôn. Hoặc 1 tiếng 2 tiếng là chuyện bình thường. Thường là cả đêm không ngủ, sáng vẫn bình thường làm việc. Quý vị để ý người như đức nào cũng tỉnh. Đức có ngủ nhiều cũng như đức cũng tỉnh. Mà cái tâm quyết như đức nó rất là mạnh. Cái làm việc gì nó mạnh dữ lắm quý vị. Người hư thì hư nhưng mà làm gì mạnh lắm. Ngày xưa những đức hư những đức nhậu đó. Là những đức nhậu từ 6 giờ chiều. Những đức nhậu cho tới 4 giờ sáng. Xong những đức đi nấu ăn luôn. Không bao giờ những đức nghỉ việc quý vị à. Những đức từng nói một câu rằng là chơi được thì làm được. Ừ, chơi được thì làm được. Nhân đức ngồi ngay chăn vô cái cửa quán ăn mà nhân đức nhậu với bạn bè đó. Bà chủ tới giờ bà đi chợ về bà nói ông cố nội. Ông nhậu cho chết thì chi mà ông nhậu gì mà ông nhậu cả ngày lẫn đêm. Cậu là chào tôi tức ông tôi giết ông bây giờ. Tại vì bà quý mến mình quá bà thấy mình nhậu thì nhậu mà không bao giờ bỏ việc làm mà nấu ăn chuẩn nghe quý vị. Lạ kỳ như vậy đó. Nên bà nói không có được bà tức quá. Bà cầm tấm tức bà bầm 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 bà tức. Tức quá tức rồi. Nhậu gì mà nhậu cho chết nhậu kỳ cục. 4 giờ sáng xong vô thay đồ đi nấu ăn. Quý vị biết rằng những đứa là đồ cấp đó là chơi là đầu bếp chính rồi. Nên lính làm cho mình là gì? Là chặt thịt thà để sẵn hết trơn. Bưng lên những đứa ốp đồ ăn một phát. Xong những đứa cái tay này thì ôm cái cột tay kia thì niêm đồ ăn. Nhưng mà nhận đức được con cái là nhận đức rất bình tĩnh là nhận đức biết được cái đống thịt này là phải niêm sao đức phải chú tâm cái chuyện đó thôi. Rồi khi bắt lên nấu rồi thì cho lính lát của mình nó chụm lửa rồi xong mình cứ ngồi gục gạt ngay bao gạo xong cái mình canh sắp sửa chín mình lỡ mình coi một cái lỡ niêm lại coi sao thì là chuẩn rồi thì được. Nó, quý vị biết rằng 11 năm cho thành phố mà nhận đức đã bỏ ra thời gian như 6 năm đi còn 5 năm là đầu bếp chính đó. Tuy những đức ít học nhưng mà thí dụ như công ty xí nghiệp lớn đồ là những đức là người đi giao cơm lại đãi cho công ty xí nghiệp lớn. Sự giao tiếp của những đức từ tớ ở ngoài bảo vệ cho tới những người mà ngồi văn phòng giao tiếp rất là thăng biết sao luôn. Quý vị biết đó là toàn là chủng tử đó quý vị. Chủng tử á. Nên từ nơi đó quý vị thấy không, trải qua sự nghiệp của cuộc đời thấy chưa mà đi tới ngày hôm nay. Những đứa muốn nói điều này cho quý vị nghe để nhận thức.
Đó. Nên một chủng tử tốt phải khéo léo mà giữ gìn, phải khéo léo mà rèn luyện người ta, thì đó mới là hộ trì một người mình thương yêu. Ví dụ như bà hàng quán trưởng mà hộ trì Hòa Thượng Tịnh Không, nếu không có bà sao có Hòa Thượng Tịnh Không nổi. Còn hộ trì đó, nghe không? Quá đặc biệt không? Đó. Hòa Thượng mình đây cũng hộ trì những đức nè. Mỗi người có cách dạy khác nhau quý vị. Nó, ông làm đi rồi la. Nó, giống như rèn luyện đủ cách quý vị. Hồi đó những đức cứ nhào nhào vô cái việc xây dựng, cái chùa tụi xây dựng gì mà những đức dám. Hồi xưa trên kia là chánh điện những đức còn đập, mà đừng nói chuyện giỡn. Chánh điện ở trên Tịnh Thất Quan Âm những đức đập bên đó, xây cái chánh điện kế vị không thấy hả? Là thầy đi giảng những đức đập chánh điện luôn, khỏi cần hỏi gì. Còn đất đai nhà chùa là những đức tự xây dựng hết luôn. Hồi xưa thầy cho nói một câu, công nhận chú này giỏi hơn thầy. Nói câu này mới chết đó quý vị. Hại đó quý vị ơi. Không phải giúp mà là hại những đức. 5 năm những đức ở trên kia là 4 năm những đức nghe lời, 1 năm cuối cùng không nghe lời. Vì những đức quá giỏi quý vị. Thầy khen những đức, chú này giỏi quá. Rồi nói với mọi người là phải tin chú này. Hoàn toàn cúng dường cho ai cũng không đáng tin, chỉ đưa tiền cho chú Hiền là tin. Nói câu vậy đó. Thì sự thật là coi chùa làm việc quá giỏi vì cực kỳ giỏi lên khen sớm quá. Đó, tới tuổi đó rồi đó mà khen còn sớm. Cuối cùng sanh tâm kiêu ngạo, không biết lắng nghe, tự ý quyết định hết tất cả việc. Nói vậy coi, đâu có đơn giản. Nên 5 năm Phật Bồ Tát thấy mình có cái tâm đó, chuyển mình xuống gặp Hòa Thượng cao tay hơn để rèn người này. Hòa Thượng là cao tay hơn quý vị. Nhà Đức công nhận là cuộc đời Hòa Thượng đi tu nhiều chục năm cao tay hơn. Nó có nghĩa là Hòa Thượng là người thích tu tịnh độ, nhưng ở trong giáo hội Hòa Thượng không thể nào mạnh dạng đưa thẳng tịnh độ này ra, nhưng rất thích tịnh độ và chờ cơ hội có người đến. Chờ cơ hội có người đến. Đến không đến thì thôi, cũng tùy duyên, nếu có người đến thì phát triển. Nên năm xưa Hòa Thượng rất là quý thầy trên kia, quý cực kỳ quý luôn, và rất có cái muốn thầy trên kia phải phát triển dùm những cơ ngơ cho Hòa Thượng gì cái sự tu. Nhà Đức ở bên cạnh, nhà Đức biết mà quý vị, thầy Hòa Thượng, Hòa Thượng mình rất thích quý thầy trên kia. Thờ mà thầy bị bệnh, Hòa Thượng dẫn là kêu ông về đây đi, cỡ nào cũng về, cơ ngơ tôi có sẵn này kia. Y chỉ sư mà quý vị, thì quý vị biết rằng là cái tâm Hòa Thượng mình quý cái người tu tịnh độ này, vì Hòa Thượng biết pháp môn tịnh độ này thù thắng. Nhưng mà thầy trên kia người ta có cơ ngơ, người ta có thể bay đầu này đầu kia, người ta đâu có chịu bị câu thúc. Còn bản thân như Đức không có một cơ ngơ gì hết quý vị, thì Hòa Thượng muốn câu hay thúc cỡ nào cũng phải chịu. Công nhận không? Đó. Thêm cái nữa là gì quý vị biết không? Những Đức bị nặng tình. Nặng tình cái gì? Các cụ già chúng trong chùa. Phải nhìn ra được chỗ đó thì mới dám, mới dám là buộc người này, và dám la người này. Vì những đức là người cũng không đơn giản, la những đức cũng không đơn giản quý vị à. Người phải là thật sự mà phải nói là phải dữ dằn hơn những đức dữ lắm mới dám nói tới những đức. Đó. Thì con người kiêu ngạo quý vị, đã là người có dù ít học nhưng mà ít gì cũng có chí một chút, từ nơi đó cái ngã vẫn là lớn. Thì Hòa Thượng của mình ngày âm thầm ngày khuôn mình. Những đức càng ngày đức thấy Hòa Thượng ngày khuôn mình xuống tới đây nè, những đức còn nhìn chỗ này chỗ kia, những đức không chấp nhận xây dựng đó. Nó nhà Hòa Thượng xây những đức còn dám đập mà làm phòng hộ niệm lại. Làm xong á thì Hòa Thượng nói một câu, nó làm sao trở lại chỗ đó cho tôi. Thượng nói câu vậy đó. Xong những đức mới kêu mấy chú đập bức tượng đi, khỏi được rồi, trở lại vị trí cho ổng bình thường đi. Từ đó về sau những đức quỳ trước Phật, những đức nói một câu, tuyệt đối xây dựng những đức không đụng đến. Mà những đức đã nói câu đó là những đức không đụng thiệt đó quý vị, người những đức vậy đó. Thì từ đó về sau những đức chỉ là dọn chùa và sửa chùa những cái gì Hòa Thượng kêu cho phép. Còn cái chuyện xây dựng của Hòa Thượng, những đức giỏi lắm bực bội gì nó nói vài câu chứ không có đụng gì, không ý kiến ý cò gì hết.
suốt mấy năm không ý kiến ý cò, không ý kiến với hòa thượng là xây gì chứ. Nhiều anh em cứ nói là huynh nói hòa thượng cái này phải xây cái này, thêm cái này nữa nó hồng. Hòa thượng tự xây sao xây đi, không nói. Còn mình chỉ cần có tiền đưa hòa thượng xây chùa là được. Đó. Hòa thượng liền những đức cuối cùng tâm như đức an định. Tâm như đức an định quý vị, những đức bây giờ càng ngày càng vui hơn ngày xưa. Nếu như cho những đức đi xây dựng chưa chắc những đức giảng pháp thành công. Đó. Tại vì người những đức khi làm cũng chịu làm, thích làm không nghỉ. Làm là không bao giờ nghỉ, vì coi những đức bắt đèn ở bên Đại Tùng Lâm thôi đã bắt 10 cái là những đức sẽ bắt 20 cái, 30 cái, bắt 100 cái. Bắt cho hết Đại Tùng Lâm những đức mới chịu. Thì thấy cái người làm việc gì đó không có chịu nghỉ. Không làm mà thôi mà làm ghê lắm. Nên những đức tập giảng pháp và giảng pháp, vì thấy người những đức kiên nhẫn ghê không. Những đức không có bỏ cuộc. Một câu, một lời giảng gì, một cái gì hay là tức khắc như đức lôi ra giảng liền. Ai nói như đức cái gì như đức cũng rèn liền. Như đức mới có ngày hôm nay gọi là văn ôn võ luyện quý vị. Như đức nói những điều này để những đức nhắc cái bé 4 tuổi kia, con phải được sự rèn liền, phải được sự rèn liền. Sau này con rất là giỏi, 100%, 10 năm sau, mười mấy năm sau đi. Tại vì bây giờ trước công chúng được 5-7 triệu người coi, trời ơi, cái duyên độ sanh nó thù thắng cỡ nào. Ngưng lại để rèn một môn tu. Ngưng lại để rèn một môn tu. Mười mấy năm sau đem môn tu đưa ra, bé này đã xuất hiện rồi kìa. Ghê không? Lúc đó khả năng trưởng thành nhìn ra được rồi, thì bản thân được rèn luyện, được dạy mười mấy năm, thì tức khắc cháu lúc đó đúng là viên ngọc quý thật sự. Cái cách dạy là gì đó quý vị. Nên có nhiều người không hiểu cái câu nhà đức. Nhà đức nói rằng đừng cho cháu phát triển. Người ta nói ông này ông ngộ, ông không cho người ta phát triển. Người ta không có hiểu quý vị. Chủng tử tuy nó không có mắt nhưng nó sẽ bị phủ lại. Chủng tử nó không có mắt nhưng nó bị phủ lại, giống như mặt trăng. Bản thể là mặt trăng không có tối nhưng bị mây đen che. Hiểu chưa? Kêu cháu đừng phát triển là để làm chi, phải không? Vì quá nhỏ. Cái việc mà trong cái cõi đời này không đủ bản lãnh để chống đối nổi đâu. Nó 1-2 tập thì nó vậy đó. Nhưng mà nhiều tập về sau bị chấp vắng, bản thân cháu sẽ không có phát triển được. Nên cháu khi người ta đã không tiếp nhận thì duyên nó bị mất đi. Bây giờ người ta đang quá thích phải tạm ngưng lại liền, để mười mấy năm mới phát triển lên lại. Hiểu không? Đó là mình quá thương cháu vậy. Vì nhìn cháu từ xa mình thương, chưa gặp bên ngoài rồi tính những đức mà thương em bé mà. Lớp đệ tử quy bé, các bé nít nó thương những đức, nó thích những đức cỡ nào chưa? Nó chạy theo những đức mà nó giành nắm tay á mà. Nít á, chạy du 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 theo. Tại vì mình thương con nít quý vị, nên nít nó thương mình. Người già những đức cũng thương. Nói tóm tắt là những đức đã đi tu, con người là những đức thương đó quý vị. Thương người chân thật á. Nhưng quý vị nghe những bài giảng phải nhớ cho kỹ. Tình thương người ta dành cho mình hay Phật Bồ Tát dành cho mình đi chăng, cũng là tình thương tùy duyên mà thương. Chứ quý vị đừng có nghe gì quý vị, cái gì gặp những đức rồi bị khóc lóc kêu gào bị bắt, những đức phải thương quý vị. Những đức nhìn qua quý vị được thương bao nhiêu và được giúp bao nhiêu và nhìn quý vị bao nhiêu và nói bao nhiêu, quý vị có bao nhiêu những đức trả quý vị đúng bao nhiêu. Nhớ câu này nghe. Quý vị đừng có bao giờ hiểu lầm rằng thầy nói thầy thương người, tại sao con khổ te tu thầy không giúp con. Tại vì quý vị chỉ được giúp như vậy và không được giúp như vậy. Đó. Trong Phật pháp bạn có bản lãnh đó đi, rồi bạn độ sanh. Bạn trong mọi cảnh duyên con người bạn nhìn ra hết đi. Có một con người này họ hư vô cùng hư luôn, họ gặp như đức, họ mượn 20 triệu, như đức cầm 20 triệu đưa họ. Mấy anh em bên cạnh kinh ngạc vô cùng, sao thầy đưa họ 20 triệu? Kỳ chợ, thầy bị bùa hay gì á? Xong những đức nói là nhìn vào mặt họ, nó còn cái phước duyên 20 triệu. Cái cảm giác họ còn hơn 20 triệu. Nên duyên giống như mình đã từng thiếu họ rồi, bây giờ đến lúc phải trả họ thôi. Không đưa họ lương tâm rất là khó chịu.
đã là lương tâm khó chịu là biết cái việc này có vung viu. Khi đưa xong hoàn toàn nhẹ nhàng liền. Không quý vị ơi, những gì Nhật Đức giảng là đời đạo trong đó đó quý vị. Thấy không? Quý vị nhận thức từ cái bài giảng Nhật Đức, từ cái đầu tiên là chủng tử, đi vào đứa bé 4 tuổi, và phía cuối cùng là nhân sinh cuộc sống cho quý vị. Để quý vị đi về đây tu mà về nhà nó không bị trở ngại gia đình của quý vị. Hiểu chưa? Rồi cái cuối cùng là quý vị phải về cực lạc miên quý vị ơi. Hiểu chưa? Không về cực lạc là không yên đâu. Hiểu chưa? Có khéo cỡ nào thì cõi này cũng phải lộ à. Đúng quý vị, nhưng phải khéo. Nhưng phải về cực lạc là đại khéo léo. Ai ở đây muốn về cực lạc đưa tay coi. Đúng rồi, đưa hai tay luôn nó đừng nói chuyện giận chứ. Đúng không? Đời này mà không về cực lạc là uổng lắm nghe quý vị. Chúng ta đã từng hẹn hò đó nghe. Đời này tôi đến đây mà quý vị mà không về cực lạc là tôi đi luôn á. Tiêu quý vị luôn chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe. Thấy không? Ngày nào tôi cũng quyên niệm Phật là cho mấy bà về cực lạc đó. Mấy bà mà không về là tôi về trước đó nghe. Ừ. Đó nên phải niệm Phật, phải về cực lạc. Cái điểm đó là điểm đặc biệt bình yên nhất. Đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện này quý vị. Thấy không? Để người còn sống hay người chết gì cũng phải bu xuống cái tâm buồn giặc, quyết tâm niệm Phật về cực lạc quý vị ơi. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về thịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chống viên thành toàn giác. À, chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời nha quý vị. Dù gặp trở ngại gì cũng không thối tâm nghe. Để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị ơi. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.